tính ở đường hô hấp. Mà vị trí viêm ở đây chính là ở vị trí hẹp phế quản á, làm đường thở bị hẹp lại gây tắc nghẽn lan tỏa, có do thành đường thở dày lên và co thắt. Ở cái hang phế quản này nó sẽ có hai đặc điểm. Thứ nhất đó chính là viêm mạn tính ở đường hô hấp. Cái thứ hai đó là tình trạng của tăng đáp ứng cơ trơn của đường hô hấp. Cả hai cái nó phối hợp nó gây tình trạng tắc nghẽn lan tỏa này nè. Ở phế quản. Cụ thể đường hô hấp ở đây là phế quản nha. Cái hang phế quản này với lại cái viêm phế quản á là vị trí tổn thương nó sẽ giống nhau. Khác nhau một chỗ đó là hang phế quản này nó sẽ có thêm tính tăng đáp ứng co thắt cơ trơn. Nên ngoài triệu chứng viêm thì cái triệu chứng của hen phế quản đó chính là tình trạng tắc nghẽn lan tỏa này nè. Bữa mình học hen phế quản rồi, nó nằm ở trong tip 1 của bệnh lý quá mẫn liên quan đến hóa chất trung gian, đó là histamine. Triệu chứng của hen phế quản gồm có cái gì? Để lấy cái hình hen phế quản ví dụ cho nó dễ. Đây, cái lòng hen phế quản nè. Bình thường đó là ở những người đối với hen phế quản đây là thuộc quá mẫn tip 1 liên quan đến cơ địa dị ứng. Muốn xảy ra tình trạng hen phế quản là cần phải có hai phần. Thứ nhất đó là cơ địa. Cái thứ hai đó chính là dị nguyên. Khi mà cái đường hô hấp mà cái dị nguyên với lại cái hen cái tăng đáp ứng co thắt cơ trơn phế quản á, thì cái tình trạng tăng đáp ứng co thắt cơ trơn phế quản là nó thể hiện cho sự nhạy cảm của những cái thần kinh. Nên ngoài dị nguyên kích thích lên cơn, còn những cái yếu tố nào mà tác động lên hệ thần kinh thực vật nó cũng có thể kích thích lên cơn, hoặc là những cái yếu tố nào mà kích thích viêm nó cũng có thể tác kích thích lên cơn không tình trạng hen phế quản. Triệu chứng của hen phế quản đầu tiên nó liên quan đến viêm mạn và co thắt. Khi mà bệnh nhân tiếp xúc với dị nguyên á, triệu chứng nó xảy ra rất là nhanh, tại vì nó thuộc tip 1, đáp ứng rất là nhanh, nhưng mà sau đó nó có hiện tượng tự thoái lui. Đầu tiên là những cái histamine ở đây là IgE, nó sẽ gắn kết lên tế bào ái toan eosinophil, nó sẽ kích thích khi mà dị nguyên tiếp xúc với nó sẽ kích thích tế bào ái toan eosinophil nó tiết histamine, và lúc này chính những cái histamine nó sẽ gây tình trạng gì? Nó sẽ gây tăng đáp ứng cơ thoát cơ trơn phế quản, làm tăng sức tăng tính thấm thành mạch luôn. Dịch từ những cái mạch máu nó sẽ thoát vào mô liên kết này nè. Mà thoát vào mô liên kết này nó sẽ gây sưng nề cái mô liên kết này lên. Và đồng thời ở đây là cái niêm mạc mỏng. Nên nó sẽ làm cho cái tình trạng nhắc lại cái viêm cái hen phế quản á, đặc điểm của hen phế quản là nó sẽ có viêm mạn tính đường ở phế quản kết hợp với sự tăng đáp ứng co thắt cơ trơn của phế quản, nên tình trạng của bệnh lý hen phế quản đó chính là tình trạng tắc nghẽn lan tỏa đường hô hấp. Em học về cái bữa trước đáp ứng miễn dịch em biết rồi, hen phế quản là thuộc tip 1, bệnh lý quá mẫn tip 1, dị ứng quá mẫn tip 1. Lúc này là nó sẽ do IgE gắn kết lên tế bào eosinophil, tế bào ái toan. Khi mà nó gắn kết lên, nó sẽ kích thích tế bào tiết histamine tiếp xúc với dị nguyên. Ở nó sẽ kích thích tế bào tiết histamine. Lúc này chính những cái histamine đó, nó sẽ gây tình trạng của bệnh nhân. Đó là gì? Nó sẽ làm tăng tính thấm thành mạch. Histamine đó, vai trò thứ nhất là nó làm co những cái tế bào nội mạc mạch máu, nên dịch ở trong lòng mạch nó thoát vào mô kẽ này nè. Và nó làm cho cái ở đây nó sẽ sưng nề lên. Cái mô liên kết này nó sẽ phù lên. Cái thứ hai là dịch ở trong mô kẽ này nó sẽ xuất tiết vô cái niêm mạc, vô cái lòng luôn, lòng phế quản. Nó làm cho những cái cơ trơn nó tăng tính đáp ứng co thắt. Đồng thời trong trường hợp hen phế quản này nó có một cái nữa là nó sẽ lôi kéo những cái bạch cầu đa nhân trung tính đến neutrophil tiết ra những cái cytokine. Ở đây những cái cytokine nó trong đó có prostaglandin, nó sẽ làm tăng sự nhạy cảm của cơ trơn phế quản nữa. Nên khi sự nhạy cảm cơ trơn phế quản nó tăng lên á, những cái đó nó dễ bắt những cái hóa chất trung gian và nó làm kích thích cơ co thắt nhiều hơn. Em sẽ thấy cái lòng phế quản đây nè, nó sẽ bị hai lý do mà làm cho hẹp, làm cho bệnh nhân mới ngửi phấn hoa, ví dụ nó dưỡng phấn hoa, ngửi vô cái nó bộc phát lên cái triệu chứng khó thở hoặc là ho khạc đàm dữ dội. Histamine nó tiết ra, nó phì đại lên, dịch vô lòng này nó gây hẹp, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là sự co thắt của cái lòng phế quản này. Nên em sẽ thấy hai lý do nó gây tình trạng bệnh nhân khó thở. Nếu mà em sử dụng những cái kháng histamine á, là bệnh nhân sẽ giảm cái tình trạng viêm đi. Nhưng đáp ứng của nó, em xài thuốc xịt, cái kháng viêm đó nó sẽ giảm cái tình trạng phù nề, dịch thấm vô cũng phải từ từ. Còn cái tình trạng co thắt của nó vẫn diễn ra giảm từ từ thôi, chứ không phải giảm một cái ót cái nó xả xuống liền. Nếu mà em dùng kháng histamine, thì lúc này cái mà đáp ứng nhanh nhất mà để giãn ra cái tình trạng
co thắt gây khó thở này đó, nó sẽ dùng đồng bằng beta 2 giao cảm là nó sẽ giãn cái cơ trơn này ra, đường hô hấp sẽ trở về bình thường. Ở đây có hai cái để mà mình điều chỉnh lại cái đường hô hấp để cho đừng có tắc nghẽn. Thứ nhất là tình trạng viêm. Cái thứ hai đó là tình trạng co thắt cơ trơn phải giãn ra. Thì đường hô hấp em sẽ trở về bình thường. Nhất là co thắt cơ trơn á, là phải giãn ra liền lúc đó. Có sự tắc nghẽn lan tỏa, định nghĩa nó nè. Nên một hơi khi mà em muốn đi chứng minh hen phế quản khác với viêm phổi phế quản chỗ nào, đó chính là phải có sự tắc nghẽn lan tỏa khi em có vô những cái cơn của nó, cơ vô những cái đợt hen phế quản á, em đi xác định lại coi có tắc nghẽn lan tỏa hay không. Mà muốn xác định tắc nghẽn lan tỏa này là người ta sẽ dùng cái gì? Hô hấp ký. Triệu chứng của hen phế quản bao gồm, thứ nhất là nó xuất tiết dịch. Xuất tiết dịch nên nó sẽ gây ho, từ những cái quá trình viêm nào nó kích thích đường hô hấp gây ho. Cái thứ hai đó chính là em thấy vừa xuất tiết dịch phù nề gây hẹp mà vừa tăng đáp ứng co thắt cơ trơn nữa, nên nó sẽ làm cái lòng phế quản ngày càng hẹp hơn, hẹp nhiều nữa, nó gây ra tiếng khò khè. Khò khè này là cái gì? Khò khè này chính là tiếng thở rít đó, tiếng răng rít đó. Tiếng răng rít chứng tỏ là hẹp đường hô hấp. Ở đây là những cái đường hô hấp, em thấy hen phế quản này nó sẽ liên quan đến những cái đường hô hấp nhỏ. Tại vì co thắt cơ trơn mà nó gây bóp hẹp lại được á, là những cái nơi nào mà không có sụn á, nó mới có thể gây tình trạng hẹp vậy. Ở đây là nó sẽ gây triệu chứng khò khè là răng rít mà không nghe, không cần nghe bằng tai nghe, nó nghe bình thường cũng nghe đứa trẻ nó cà hước những cái âm thanh lên. Một trong những cái triệu chứng này mà người này đột ngột xuất hiện có và có thể tự thối lui hay là cần phải dùng những cái thuốc điều trị, nhưng mà đột ngột xuất hiện cơ thể em đang khỏe mạnh bình thường chứ tự động xuất hiện có lên cơn khó thở, thì em cần lưu ý đến tình trạng hen phế quản. Triệu chứng hen bao gồm nhiều đợt khò khè, khó thở, nặng ngực, ho, đặc biệt là về đêm gần sáng. Tại vì ở đây nó có đặc điểm viêm và có sự tăng đáp ứng co thắt cơ trơn, nên về đêm gần sáng á, em biết về ban đêm rồi, kháng viêm nội sinh cortisol nó sẽ giảm, nên quá trình viêm nó sẽ bùng phát. Cái thứ hai đó là cái môi trường lạnh nó cũng sẽ kích thích nữa, những cái cơ trơn nó sẽ tăng đáp ứng co thắt, nên làm bệnh nhân là có những cái tình trạng là ho hoặc là khó thở về đêm gần sáng. Nặng tức ngực này là sao? Em thấy khi mà nó vô cơn hoặc là những cái tình trạng mà có biến đổi cấu trúc á, nói chung vô cơn đi, khi mà nó khởi phát những cái cơn khó thở đó thì đương nhiên bệnh nhân sẽ sao, sẽ gán hít thở, và cái này là do hẹp những cái phế quản ở dưới, đường hô hấp dưới, đi vô thì dễ, khí đi ra thì khó, nên nó sẽ nhốt khí ở phế nang, nó làm cho cảm giác căng tức ngực. Những cái đợt tái phát thường phối hợp với tắc nghẽn đường hô hấp lan tỏa thay đổi thì có thể tự hồi phục hoặc do điều trị. Đây là những trường hợp hen phế quản mà em điều trị tốt á, nó một giai đoạn mới á, là nó còn đáp ứng với những cái thuốc điều trị. Còn nếu mà trong trường hợp em bị hen phế quản mà để lâu dài, cái tình trạng viêm mãn tính này nè, nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy, đó chính là tình trạng xơ. Nó xơ nó sẽ làm cho cái thành này nè, phế quản này nó bị dày lên vĩnh viễn luôn. Những cái tế bào cơ trơn phì đại, những cái lớp xơ nó hình thành nên những cái tế bào tuyết nhầy, nó sẽ phì đại lên, tăng tuyết nhầy do quá trình viêm mạn bởi những cái yếu tố tăng trưởng nó thúc đẩy á. Nên lúc này nếu mà người ta có tình trạng vô cơn nha, thứ nhất là cũng y vậy thôi, phù nề, xuất tiết dịch và tăng co thắt cơ trơn. Nhưng mà lúc này khi mà em điều trị kháng viêm, em điều trị giãn cơ trơn thì nó chỉ cải thiện một phần. Tại vì cái mô xơ này, những cái mô phì đại tế bào cơ này, nó sao? Nó làm hẹp cái lòng này rồi. Em giải quyết những cái đó là em chỉ giải quyết được một phần thôi. Còn lại cái tình trạng xơ đường kính này nó hẹp thì nó đã, em không cách gì em làm ra được hết á. Một đống đồng loạt những cái phế quản bị luôn. Rồi lúc này em làm sao? Từng cái phế quản tí tí nè, em thấy trong cái hình ảnh vẽ luôn đó, những cái nhánh phế quản rất là nhỏ, đồng loạt nó bị hết. Bây giờ em làm sao cho nó hết xơ bây giờ? Nên trong trường hợp mà tắc, mà nó tình trạng mà hẹp như vậy thường xuyên nè, thì người ta gọi là tình trạng tắc nghẽn mà mãn tính. Tình trạng tắc nghẽn mãn tính này đa số là điều trị nâng đỡ, nhưng mà để từ lúc mà xuất bình thường có những cái triệu chứng, sau đó nó tự thối lui và chưa biến đổi cấu trúc, đến khi mà xuất hiện biến đổi cấu trúc nhiều như vậy nè và gây khó thở thường xuyên á, thường là cái thời gian diễn tiến dài. Nên trong cái quá trình đó em đừng có để bị tụt, bị những cái cơn khởi phát hen tái tới tới lui tới 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 lui. Tại vì khi tái tới tới lui như vậy, nó sẽ làm cho tổn thương, cái quá trình viêm nó sẽ càng mạnh hơn, nó diễn tiến mạnh kéo dài, cái nó sẽ làm rút ngắn cái thời gian của em biến đổi cấu trúc. Mà tới lúc này thì hầu như điều trị không nổi nữa, chủ yếu là điều trị nâng đỡ thôi à.
cho thở mặt nạ suốt vậy đó, đi đâu cũng thở mặt nạ. Nếu mà những cái giai đoạn mà tắc nghẽn nặng ở những giai đoạn cuối á, thì lúc này điều trị năng đỡ thôi, không cách gì quay lại hết. Còn nó mới sơ hóa thôi, em vẫn quay lại được. Còn nó dùng từ sơ luôn rồi thì khả năng quay lại không, hầu như không có. Có một trong bốn triệu chứng này, vui lòng để ý, một trong bốn triệu chứng này mới của bị hen á, là nó sẽ khởi phát đột ngột lắm. Khi em tiếp xúc với dị nguyên hoặc em tiếp xúc với những cái thành phần nào mà kích thích đường hô hấp hoặc là tác động lên thần kinh thực vật. Những đợt tái phát thường phối hợp với tắc nghẽn đường hô hấp lan tỏa, thay đổi có thể tự hồi phục hoặc điều trị nè, trong những cái hen mà chưa biến đổi cấu trúc. Đối với trường hợp hen phế quản là có yếu tố cơ địa dị ứng, tiếp xúc với dị nguyên, cơ thể sản xuất Ige quá nhiều vượt quá mức bình thường, tính phản ứng của làm tăng tính phản ứng của phế quản. Ở đây có hai loại nguyên nhân và yếu tố nguy cơ mà mấy em cần lưu ý. Có hai loại yếu tố nguy cơ, một cái nhóm đó chính là nguyên nhân gây ra hen phế quản dị nguyên. Em sẽ thấy là cái ở đây mình nói đến hen phế quản là nó có hai thành phần nha. Thứ nhất đó chính là cơ địa dị ứng, cái thứ hai là dị nguyên. Bây giờ em kêu người ta đừng có bị hen phế quản nữa, em điều trị bằng cách nào? Cơ địa dị ứng em có loại được không? Đây cơ địa dị ứng, em làm sao mà loại được, ngoại trừ em muốn loại thì em biến đổi gen thôi, điều chỉnh những cái lympho, những cái kháng thể thôi. Ngoài ra em không có điều chỉnh gì được nữa hết. Vậy lúc này em chỉ có điều chỉnh được một cái là dị nguyên. Những người mà có cơ địa hen phế quản hạn chế tiếp xúc với dị nguyên, nếu biết dị nguyên đó là cái gì, né ra. Cái thứ hai đó chính là yếu tố kích thích xuất hiện triệu chứng hen phế quản. Mà triệu chứng hen phế quản đó là triệu chứng gì? Ho, khó thở, những cái đó xuất phát từ gì? Viêm và co thắt cơ trơn. Em phải tránh những cái yếu tố nào kích thích xuất hiện quá trình viêm, kích thích hoặc là những cái yếu tố kích thích quá trình co thắt cơ trơn liên quan đến sự kích thích thần kinh thực vật. Cái nào kích thích triệu chứng viêm xảy ra, những cái quá trình viêm, ổ viêm á, có thể là nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm virus đường hô hấp, nó làm cho đợt hen bùng phát lên, vừa viêm phổi vừa viêm phế quản mà có hen bùng phát, hoặc là viêm họng hay là viêm tay giữa, vân vân. Bất cứ ổ viêm nào bên trong cơ thể, nhiễm khuẩn, nhiễm virus nào bên trong cơ thể thì nó sẽ làm cho những cái bạch cầu được tiết dòng máu bởi cái ổ viêm ấy, bạch cầu nó cũng sẽ đi đến cái viêm mãn tính ở phế quản này luôn. Tại vì ở phế quản này cũng tiết ra những cái cytokine hóa ứng động bạch cầu nên bạch cầu cũng sẽ tới luôn. Nó làm cho viêm tiến triển mãn tính hoài, nó làm khuếch đại viêm hoài 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 thì nó sẽ dẫn đến biến đổi cấu trúc. Cái kế tiếp nữa là tăng đáp ứng co thắt cơ trơn. Tại vì cái co thắt cơ trơn ở đây nó chính là, em thấy nó phản ứng nhanh không? Thứ nhất là do những cái chất bản chất hóa học nó kích thích, nó làm cho cái thụ thể trên những cái thần kinh cảm giác đó, nó giảm cái ngưỡng đi. Cái ngưỡng mà tác động của nó giảm đi nên những cái hóa chất trung gian, những cái mà chất dẫn truyền thần kinh đó, nó dễ tác động hơn rất là nhiều. Lúc này em làm giảm đi cái tình trạng kích thích thần kinh thực vật. Ví dụ như trong trường hợp stress, em thấy một số người bị hen phế quản nha, mặc dù không tiếp xúc với dị nguyên. Ví dụ như người nó diễn phấn hoa, đợt này họ đâu diễn phấn hoa nữa, họ không tiếp xúc với phấn hoa đâu. Nhưng sau đó là họ vẫn có những cái cơn bùng phát do những cái yếu tố kích thích, ví dụ như liên quan đến tâm lý nè. Họ bị căng thẳng stress rất là nhiều, nó bùng phát lên cơn. Hay là tình trạng lạnh không cũng bùng phát cơn nữa. Hay là tình trạng gì nữa, giận dữ cũng bùng phát cơn nữa, liên quan đến cảm xúc. Hay là vận động mạnh, nó cũng sẽ bùng phát những cái cơn hen đó. Khi mà em điều trị bệnh nhân á, là em phải lưu ý hai thành phần này luôn. Đây, nó thuộc nhóm yếu tố nguy cơ và nguyên nhân. Em điều trị là em điều trị triệu chứng nè, là cái thứ nhất rồi nè. Cái thứ hai là điều trị nhóm nguyên nhân yếu tố nguy cơ. Vậy là ở đây nó sẽ có phân hai loại này, em phải kiểm soát hai loại này luôn. Tại vì cái yếu tố kích thích này nó sẽ làm cho bệnh sao? Kéo dài hoài và có thể biến đổi cấu trúc. Còn yếu tố nguyên nhân này nó cũng làm cho bệnh xuất hiện nhanh, diễn tiến nặng hơn và nó sẽ cũng là biến đổi cấu trúc luôn. Loại hai cái thành phần này. Yếu tố cá thể gen này cái em không tác động được rồi. Ở đây em đọc cho biết thêm. Có nhiều gen liên quan đến quá trình sinh bệnh học của hen phế quản, bốn vùng gen chính. Gen quyết định cơ địa dị ứng, gen quyết định tính tăng phản ứng đường hô hấp, gen liên quan đến các chất trung gian hóa học trong quá trình viêm và gen xác định tỷ lệ lympho T hỗ trợ 1 trên T hỗ trợ 2 trong đáp ứng miễn dịch. Béo phì. Hồi trước là người ta thấy có liên quan ca di truyền. Sau này là họ nhận thấy ở một số người béo phì vẫn có tình trạng béo phì từ nhỏ đó, vẫn có tình trạng là hình thành cơ địa dị ứng, tăng nguy cơ phát triển thành cơ địa dị ứng. Vậy là cái béo phì này tăng leptin nè, là nó chỉ là yếu tố thuận lợi thôi.
Béo phì, người béo phì có tăng leptin, chất trung gian hóa học tác động đường hô hấp làm tăng nguy cơ phát triển thành hen phế quản. Do cái leptin này nó làm tăng đáp ứng của đường hô hấp. Ở giới trẻ bé hơn 14 tuổi thì em sẽ thấy nam nhiều hơn nữ. Nhưng mà sau tuổi trưởng thành, em sẽ thấy cái sự bùng phát bệnh á, thì cái giới tính nam ít hơn nữ. Sau lứa tuổi dậy thì em thấy nữ nó sẽ liên quan đến cái sự phát triển về cái mặt cảm xúc rất là mạnh. Bán cầu não phải của nữ phát triển hơn của nam, nó sẽ có những cái chi phối cảm xúc bên trong đó. Dù người nữ nó lý trí cỡ nào cũng vậy, nó sẽ có sự ít nhiều có những cái cảm xúc bên trong đó bị ảnh hưởng liền. Là lúc này những cái cảm xúc nó sẽ ảnh hưởng đến những cái thần kinh thực vật, nên nó sẽ có thể bùng phát lên những cái cơn hen. Yếu tố môi trường, những cái nguyên nhân dị nguyên, thành phần nào là dị nguyên đó chính là nguyên nhân chính, cùng với lại cơ địa dị ứng nó là kích hoạt lên cái quá trình viêm, của kích hoạt lên quá trình gây triệu chứng của gây cơn hen á. Những cái mà yếu tố thúc đẩy làm cho cơn hen có thể bùng phát lên, nhiễm vi khuẩn, virus đường hô hấp trên hoặc đường hô hấp dưới, môi trường làm việc, các chất xung quanh nè, những môi trường khói bụi nó kích thích đường hô hấp viêm, nó làm bùng phát lên cái cơn hen hay stress. Nhưng mà bùng phát cơn hen không phải do dị nguyên á, thì đáp ứng của nó không có mạnh bằng so với trường hợp mà do dị nguyên. Khói thuốc lá, những cái môi trường ô nhiễm, thức ăn, thuốc, vân vân. Đây là liên quan đến sinh lý bệnh thôi. Hen phế quản là thuộc tiếp 1. Quá mẫn. Liên quan qua trung gian IgE. Viêm đường hô hấp mãn tính, em thấy chứ mãn tính không? Em điều trị mà em muốn dứt nó luôn là bệnh này dứt không được rồi. Chỉ có cách là em kiểm soát lại để tránh tiếp xúc dị nguyên với lại cơ địa người hen, và tránh những cái yếu tố kích thích triệu chứng, yếu tố kích thích quá trình viêm và yếu tố kích thích sự tăng co thắt cơ trơn, loại những cái yếu tố nó ra. Đây là liên quan đến cái những cái tế bào bạch cầu tham gia vào cái quá trình gây ra tình trạng hen và những cái hóa chất trung gian. Histamine nó sẽ gây co thắt cơ trơn, đây co thắt những cái cơ trơn bóp hẹp lại, cái này là một cái dòng, đây là trong lòng phế quản nè, nó bóp lại. Ở đây là cái thụ thể tác động của histamine ở trên những cái cơ trơn phế quản, đó chính là thụ thể H1. Histamine tác động lên receptor thụ thể H1 trong máu, nó sẽ làm co những cái tế bào nội mạc nè. Tác động lên cơ trơn làm co tế bào cơ trơn, tác động tế bào nội mạc làm co. Và lúc này do nó làm co nên cái khe hở giữa hai tế bào nội mạc á, nó sẽ dễ thoát dịch ra. Và ngoài sự xâm nhập của những cái eosinophil, bạch cầu ái to, nó còn có sự xâm nhập của những cái bạch cầu đa nhân trung tính. Nó có sự tham gia của tế bào mast luôn. Tế bào mast thay vì bạch cầu ái kiềm bên kia thì đây là bạch cầu ái to. Những cái leukotriene nó sẽ là gây co thắt cơ trơn phế quản. Leukotriene E4 nó sẽ lôi kéo eosinophil lại, leukotriene B4 lôi kéo neutrophil lại, và những cái interleukin khác nó làm tập trung eosinophil tại ở phế quản. Em thấy ở đây nó có sự tham gia của gì, macrophage đại thực bào, có sự tham gia của đại thực bào quá trình viêm mạng hoạt hóa nè, những cái yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, nó hoạt hóa tiểu cầu ngưng kết hóa ứng động neutrophil và hoạt hóa đại thực bào luôn. Nên ngoài cái quá trình hen á nha, ngoài yếu tố tác động của histamine, nó còn có yếu tố tác động của những cái cytokine khác từ những cái đại thực bào, bạch cầu đa nhân trung tính và eosinophil. Nó còn những cái hóa chất trung gian khác đó nữa. Nên khi viêm á, bệnh nhân tình trạng hen phế quản á, em điều trị thuốc cắt cơn, đồng vàng beta hay giao cảm. Còn khi mà điều trị kháng viêm á, kháng histamine nó cũng đáp ứng, nhưng mà có cái bất lợi là nó sẽ làm co, nó làm khô đàm. Còn ở đây em thấy nó nhiều hóa chất trung gian khác lắm, đâu phải chỉ histamine không. Nhưng mà chính cái histamine này nó sẽ làm cho đáp ứng mạnh hơn, nhanh. Những cái vấn đề, những cái men khác của bạch cầu đa nhân trung tính và đại thực bào này nè, nó sẽ gây ra những cái quá trình viêm thông thường khác. Và chính những cái hóa chất trung gian này nó sẽ lôi kéo những cái bạch cầu tiếp tục đến, nó gây tình trạng viêm mạng. Nên đôi khi một thời gian á, em sử dụng kháng histamine hoài nó không đáp ứng, mà lúc này càng về sau nó tình trạng lúc này là viêm mạng bởi sự khuếch đại của quá trình viêm. Em phải sử dụng những cái kháng viêm corticoid á, nó mới đáp ứng nổi. Nó giải thích lại thôi.
tình trạng co thắt giãn. Cấu trúc nếu mà nó biến đổi, cái cấu trúc nó mà càng biến đổi á, thì cái khả năng đáp ứng với điều trị nó càng kém. Mới đầu nó chưa biến đổi cấu trúc, nó chỉ là do tình trạng xuất tiết dịch phù nề và kèm theo nó là co thắt cơ trơn. Thì em điều trị kháng giãn cơ trơn ra và kháng viêm á, thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt. Nó giãn ra, nó giảm co thắt, giảm viêm. Còn nếu mà em để tái tới, tới lui, tới tới, tới lui, tới tới, tới lui, nó bị biến đổi cấu trúc rồi, thì lúc này khả năng biến đổi cấu trúc mà càng nhiều á, thì cái khả năng đáp ứng điều trị càng giảm. Đáp ứng điều trị càng giảm, tới lúc nào nó không đáp ứng điều trị nữa thì sao? Thì khả năng bệnh nhân sẽ tử vong. Nhưng mà từ lúc mà cấu trúc bình thường đến khi mà biến đổi cấu trúc mà có hiện tượng sơ á, là thường nó diễn ra rất là lâu, có thể là 20-30 năm hoặc là hơn. Nhưng mà còn ở đây là nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào cái tình trạng diễn biến của hen, nó có lặp đi lặp lại hoài hay không, cái sự tái phát của nó đó. Nếu mà nó tái phát viêm liên tục thường xuyên thì cái khả năng biến đổi thành dạng sơ như vậy nè, nó sẽ diễn ra mau, thời gian có thể rút ngắn lại. Còn nếu em giữ môi trường, tránh những cái môi trường mà tác động tốt á, tránh trường hợp lên cơn á, trong những cái đợt hen phế quản em thấy cái sự bộc phát cơn nó ít, một năm có thể có vài lần thôi, thì đời sống của người ta sẽ kéo dài được tốt. Triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể của tình trạng hen phế quản này. Thứ nhất, triệu chứng cơ năng là một trong bốn triệu chứng nãy. Bệnh nhân khò khè, khó thở, nặng tức ngực hay là tình trạng ho về đêm gần sáng. Triệu chứng thực thể khám hen phế quản này là gì? Triệu chứng thực thể khám hen phế quản này em sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Một là trong cơn hen phế quản. Tại vì hen phế quản này khi mới á, là do tiếp 1 phản ứng rất là nhanh. Nên trường hợp thứ nhất là trường hợp hen phế quản mà trong cơn á, là bệnh nhân sẽ có cái gì? Vừa có đang có triệu chứng cơ năng mà khám thực thể sẽ có thấy dấu hiệu tổn thương thực thể. Đang trong cơn, bệnh nhân này đang khó thở nè, hoặc bệnh nhân này đang ho nè. Lúc này em khám liền, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất nhìn. Em nhìn thì em sẽ không thấy gì hết trơn á. Bắt đầu em sờ. Sờ thấy cái gì ở đây? Em sờ là em sẽ thấy gung thanh. Gung thanh lúc này nó sẽ có hiện tượng đó là giảm. Tại vì khi mà bệnh nhân vô cơn, bệnh nhân khó thở thì bệnh nhân sẽ sao? Gán hít thở. Nó bị tắc nghẽn đường hấp mà. Mà em gán hít thở nữa là khí đi vô dễ mà đi ra khó. Nó sẽ bị nhốt khí ở phế nang, làm cho phế nang bị phình lên. Nên cái lượng khí ở dưới tay em nó sẽ nhiều hơn. Cái mô đặt dưới tay, những cái mô của những cái nhu mô phổi nó giảm lại. Nên lúc này gung thanh giảm. Gõ, em sẽ gõ vang hơn. Tại vì chứa nhiều khí mà, giãn những cái phì đại, giãn những cái phế nang mà. Giãn phế nang. Em gõ vang. Còn em nghe gì gào phế nang thì nó sẽ giảm. Nhưng mà tiếng răng rít rất là nhiều. Trong cơn răng rít, răng ngái đầy hết hai phổi. Đang trong cơn có dịch, sẽ nghe được răng ẩm nữa. Còn ngoài cơn là có cái gì không? Ngoài cơn là bệnh nhân, ví dụ tối nó tự động, dạo gần đây tự động hay có tình trạng đó là đột ngột buổi tối. Khó thở, phải ngồi bật dậy. Bắt đầu ho, ho tới hồi khạc được đàm lẳng bọt ở trong á, thì dễ thở hơn, cái ngủ lại được. Xong cái mình sợ bệnh, mời sáng mình đi khám. Lúc mà em đang đi khám như vậy á, cơ thể em không có gì hết trơn á. Đối với hen phế quản ngoài cơn là hầu như hoàn toàn bình thường. Em hỏi về triệu chứng cơ năng thì bệnh nhân khai, trước đó là tôi có ho hay ho nhiều về đêm gần sáng. Có những cái triệu chứng khó thở, tôi phải gán ho khạc được đàm tôi mới ngủ lại được. Bắt đầu em khám thực thể coi bệnh nhân này có gì không. Thì khi em khám thực thể trong hen phế quản mà còn điều trị được giai đoạn mới, mà đang không có trong cơn, thứ nhất nhìn không có gì hết á, sờ cũng không có gì hết á, gõ cũng không có gì hết, nghe cũng không có gì luôn. Nên tình trạng bệnh nhân là gì? Nghe thì thỉnh thoảng có chút xíu dài cái ga nẩm thôi. Ngoài ra em không thấy gì hết. Vậy làm sao ở ngoài cơn đó, em nghi ngờ, em hỏi triệu chứng lâm sàng, em nghi ngờ bệnh nhân này có tình trạng hen nè. Thứ nhất là có cơ địa nè. Cái thứ hai là có tình trạng triệu chứng ho về đêm gần sáng, đột ngột xuất hiện khó thở, phải ngồi bật dậy, ho khạc được đàm bệnh nhân mới dễ thở hơn. Có dấu hiệu gợi ý hen. Vậy làm sao bây giờ? Ngoài cơn bệnh nhân hoàn toàn bình thường, khám không có gì hết. Em sẽ dùng thêm cận lâm sàng để em chẩn đoán xác định. Còn nếu mà hen phế quản mãn tính lâu ngày, thì lúc này nó sẽ có những cái triệu chứng gì cho em? Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng khó thở đến với mình, đang có triệu chứng khó thở đến với mình. Em khám nhìn, lồng ngực nó sẽ có dạng đó là hình thùng á. Tại vì nó là viêm mạn, khi mà xuất hiện có những cái tình trạng khó thở lâu dài á, thì nó sẽ hít khí vô thì dễ, thở ra thì khó. Nó sẽ làm cho cái lồng ngực em ngày càng giãn do phế nang chứa khí. Lồng ngực hình thùng. Gõ, sờ, em sờ gung thanh nó sẽ giảm. Gõ thì như nào? Gõ vang. Tại vì lúc này cái chủ yếu là nó chứa khí, em gõ sẽ nghe vang. Bình thường là gõ trong, bây giờ gõ vang.
Nghe nghe là gì, gạo phế nang giảm, tại vì nó đâu còn vắt phế nang gì nhiều nữa đâu, nó đã giãn ra hết rồi, nên em sẽ nghe những cái gì gạo phế nang giảm trong cơn, và đồng thời em đặt cái ống nghe em sẽ nghe được răng rít răng ngáy đầy hai phổi hết, dù bệnh nhân này không có trong cơn nha, bệnh nhân có triệu chứng khó thở thường xuyên kéo dài không còn trong cơn nữa, em đặt ống nghe vô thử đi, hoặc là bệnh nhân này hết cái tình trạng khó thở rồi nhưng mà em đặt ống nghe vô em nghe vẫn có răng rít răng ngáy, có nghĩa là nó đang diễn tiến hẹp á, nhưng mà nó chưa bộc lộ ra triệu chứng thôi, tại vì cái đường này nó hẹp, nhưng mà nó hẹp ở mức độ còn đi qua được bình thường, còn nếu mà nó hẹp nhiều hơn nữa em mới để ý là lúc này nó mới, do nó mới có rối loạn, có triệu chứng rối loạn nè, thì nó hơi muộn rồi. Bây giờ ngoài cơn người ta cứ hen phế quản dạo gần đây nhiều hơn, hiện tại bệnh nhân không có cơn nữa nhưng mà em đặt ống nghe vô, không có bệnh nhân ngoài cơn mà đặt ống nghe vô mà có gan gan ngáy và gan gít, có nghĩa là nó đang diễn tiến đang hẹp á, lúc này em phải điều trị tích cực cho bệnh nhân, nếu không để lâu nữa là lúc này là bệnh nhân sẽ vô những cái đợt kịch phát thường xuyên, bệnh diễn tiến nặng. Những cái triệu chứng mà thường gặp nè, thở gấp, ho nhiều về đêm, hay có cơn khó thở, thỉnh thoảng có cảm giác bóp nghẹn lồng ngực, vân vân. Ở những cái mới hen mới em điều trị á, em sẽ thấy cái hen nó hay tái phát và nó dễ điều trị, đáp ứng với thuốc rất là tốt luôn. Hen phế quản cơn điển hình, trong cái cơn lúc mà cơn nãy mình nói á, mà còn điều trị được á, à bệnh nhân đang có tình trạng khó thở, ho, em khám thử em sẽ thấy gung thanh bình thường hoặc giảm nhẹ nè, chứa khí ở trong, gõ vang, gan rít gan ngáy khắp hai phế trường, nhịp tim nhanh, huyết áp có thể bình thường hoặc là giảm nhẹ. Khi mà bệnh nhân đang có cơn khó thở, nó chút xíu nó sẽ tự giảm lại, chi giác bệnh nhân còn tỉnh, chút xíu nó sẽ dịu cơn lại. Khi mà bệnh nhân ho được khạc được đàm, đàm này nhiều bọt lợn cợn trong và quánh. Cơn hen phế quản ác tính là sao? Thường sau đợt nhiễm trùng, hen phế quản ác tính là triệu chứng hen nó nặng lên thôi. Em sẽ thấy triệu chứng hen nặng lên, ho nhiều hơn, khó thở nhiều hơn. Khó thở nhiều hơn nó sẽ làm cho tình trạng suy hô hấp á, em sẽ thấy bệnh nhân co kéo cơ hấp phủ rất là dữ, nhịp thở lúc này có thể là trên 30 lần trên phút luôn. Xanh tím, khoảng liên sườn giãn rộng. Nó ứ nó chứa những cái cơn ác tính này, nó thở rất là dữ dội. Nó thở dữ dội nên nó sẽ sao? Nhốt khí rất là nhiều, làm khoảng gian sườn em giãn rộng. Gân rít gân ngáy khắp hai phế trường hết, hẹp co thắt lại, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng. Chi giác vẫn còn tỉnh, nhưng mà nó không trao đổi được oxy CO2 thì nó sẽ ứ CO2 ngày càng nhiều, nó sẽ làm mới đầu là kích thích trung tâm hô hấp, sau đó là ức chế trung tâm hô hấp. Nên em thấy về sau nè, CO2 nó bị ứ là nhiều quá, nó quay ngược lại ức chế trung tâm hô hấp, giảm hô hấp, giảm suy hô hấp, mạch nghịch lơ mơ, ngưng thở, huyết áp giảm, vân vân. Hoặc có thể vô hôn mê luôn. Những người mà có bệnh lý nền, vui lòng em cần phải theo dõi những cái tình trạng nhiễm trùng của người ta. Phòng ngừa nhiễm trùng. Đo chức năng hô hấp. Đây, tại hồi nãy mình nói đó, trường hợp hen phế quản á, đặc điểm của nó là có sự tắc nghẽn lan tỏa ở đường hô hấp nhỏ. Thì lúc này em làm sao chứng minh được là tình trạng bệnh nhân này có tắc nghẽn hay không? Trường hợp mới trong cơn thì em làm sao? Ngoài cơn thì em làm sao? Cái trường hợp mới á, khi mà bệnh nhân đang lên cơn khó thở, đang có triệu chứng trong cơn tình trạng của hen phế quản bùng phát lên, thì lúc này em đo chức năng hô hấp liền, em đo hô hấp ký. Dùng hô hấp ký em đo, em sẽ coi chỉ số Tiffanyl. Chỉ số Tiffanyl mà FEV1 trên FVC này bé hơn 75% là có tắc nghẽn đường dẫn khí. Và sau đó em coi FEV1. FEV1 này nó lúc nó là bao nhiêu, ví dụ, lúc nó là FEV1 trên FVC này là 75%, FEV1 là 70%. Sau đó bắt đầu em xịt một thuốc giãn phế quản, tại bệnh nhân đang có tình trạng khó thở. Em xịt một thuốc giãn phế quản. Em xịt thuốc đồng vặn beta 2 giao cảm xong. Ngồi nghỉ chút xíu, em đo lại cái hô hấp ký nó hít vô mạnh, thở ra trong một giây đầu tiên gắng sức mạnh lên. Thì lúc này em đo chỉ số lại FEV1 trên FVC có cải thiện hay không. Em dựa vào FEV1 này, nó có giảm, nó có tăng lại hay không. Hồi nãy là nó chỉ có 70% so với lý thuyết thôi. Lý thuyết ở cùng cái lứa tuổi nó đó. Lúc này em đo, em xịt thuốc giãn cơ trơn phế quản vô. Sau đó là em coi lại, đo lại FEV1, em thấy FEV1 tăng lớn hơn 12% hoặc là 200 ml so với trước khi dùng thuốc. Thì đây là có đáp ứng co thắt cơ trơn nha. Ở đây có đáp ứng với thuốc giãn cơ trơn phế quản.
Ví dụ người ta nãy là đo 70 lúc đầu, FEV1 lúc sau, sau khi xịt thuốc giãn phế quản lên lại được là 90. À, vượt quá 12% rồi, vậy là cái này là có co thắt cơ trơn phế quản ở bệnh lý này. Nó đáp ứng với thuốc giãn phế quản nè. Còn nếu mà bệnh nhân xịt thuốc giãn phế quản, cái FEV1 nó cải thiện nhưng mà dưới 12% thì coi như là không phải là tình trạng cơ trơn phế quản có đáp ứng, co thắt. Hồi nãy là 70 phải không? Bây giờ xịt thêm, xịt thuốc dạ, hồi nãy mới đầu bị á là đo FEV1 70%. Sau khi xịt thuốc giãn phế quản xong đo lại thì thấy được là nhiêu? FEV1 bằng 80%. Thì cái nó có tăng nhưng mà cũng không có ý nghĩa đối với cái khẳng định là có đáp ứng co thắt cơ trơn hay không. Phải là trên 12% mới gọi là có ý nghĩa. Một hoặc là em có thử sử dụng cái chỉ số khác, ở đây nó chỉ số là lưu lượng đỉnh BEF. Tại vì cái BEF này nè, bây giờ người ta chế tạo cái máy hô hấp ký á, họ chế tạo một cái máy mà nó giống như cái vali em á, xách tới xách lui được hết à. Và cái máy đó là nó đo lưu lượng đỉnh đây nè. Sau khi nên sau này người ta có thể dùng chỉ số FEV1 trong bệnh viện hoặc là em có thể dùng chỉ số lưu lượng đỉnh tại nhà đo cũng được. Đối với lưu lượng đỉnh á là trước khi đo em cần phải trước khi sử dụng thuốc em cần phải đo lưu lượng đỉnh và sau khi sử dụng thuốc em đo lại một cái nữa. Sau khi sử dụng một liều thuốc giãn phế quản với chỉ số BEF tăng lớn hơn bằng 60 lít cho một phút hoặc 20% so với trước khi dùng thuốc. Em đo lại lần thứ hai sau khi sử dụng thuốc xịt nó mà BEF lưu lượng đỉnh này lớn hơn bằng 20% so với chỉ số đầu tiên thì nó là có đáp ứng, vì là người này có co thắt cơ trơn phế quản. Giá trị của đánh giá chức năng hô hấp, nó đo hô hấp ký á, giá trị theo dõi điều trị và đánh giá mức độ tắc nữa. Theo dõi điều trị là em coi nó có tình trạng diễn tiến bệnh ngày càng nặng hơn không, có FEV1 nè. Đợt trước tắc là nhiêu? 80, mấy bữa nay tắc còn 70, có nghĩa là anh đang diễn tiến nhiều hơn, nó hẹp nhiều hơn. Còn nếu đợt trước là 80 rồi qua mấy bữa nay nữa nó cải thiện lên 90, có nghĩa là nó giảm cái tình trạng co thắt rồi. Nó có đáp ứng. Và đánh giá mức độ tắc nghẽn. Mức độ tắc nghẽn cũng dựa vào FEV1 để phân mức độ. 80 trở lên là nhẹ, 80 đến 85, 80 đến 50 là mức độ trung bình, 50 đến 30 là nặng và dưới 30 là rất nặng. Cái đó là dựa vào FEV1. Bây giờ ngoài cơn, nếu mà hồi sáng nay mình bắt đầu khó thở, hồi mấy bữa trước mình cứ ban đêm là ho khạc đàm hoài, tự động đột ngột nhé, không có bệnh gì trên, cơ thể thấy khỏe như dâu á, mà tự động nó có những cái đợt tức ngực đột ngột hay là bệnh nhân khó thở đột ngột, bắt đầu sợ đi khám. Hồi sáng mới bị khó thở đột ngột, vô lấy số bốc số xong ngồi đợi hết khó thở, thì khi này em vô trong những cái trường hợp mới hen đó em đều em khám thử nhìn sờ gõ nghe không có gì hết á, chủ yếu là bác sĩ sẽ hỏi em về cái triệu chứng cơ năng. Và khi em khai là có những cái cơn khó thở đột ngột vào ban đêm và phải ho khạc đàm mới dễ ngủ lại được, hoặc là ban ngày đột ngột có những cái cơn khó thở sau đó nó tự giới hạn lại, thì lúc này người ta nghi ngờ em là có tình trạng hen phế quản. Nhưng mà người ta khám thực thể em là không có gì hết á, nhìn sờ gõ nghe không có gì hết. Vậy lúc này làm sao để người ta biết được em có hen phế quản thật sự không? Bắt đầu cận lâm sàng. Cận lâm sàng khi mà em đang bình thường vậy á thì cái hô hấp ký này không có đánh giá, không có giá trị gì hết á. FEV1 trên FVC bình thường. Không có tình trạng hội chứng tắc nghẽn ở đây. Không có. Vậy lúc này làm sao? Em đo bình thường rồi, nó không có tắc nghẽn thì sao gọi là hen được? Thì lúc này họ sẽ làm tăng đáp ứng co thắt, họ gây lại cái tình huống kích thích cơ trơn phế quản. Tiêu rồi. Test kích thích phế quản. Cái test kích thích phế quản này là vậy nè, trước khi cho mấy em đang bình thường phải không? Đo hô hấp ký em cái. FEV1 trên FVC và coi chỉ số FEV1. Sau đó người ta sẽ sử dụng một cái hoạt chất mà kích thích đường hô hấp em giống như trường hợp em đang bị hen, histamine. Họ sẽ xịt histamine vô cho em. Và sau đó là em vận động, em hít xong bắt đầu em vận động. Vận động xong đột ngột em xuất hiện cơn khó thở thì họ sẽ đo hô hấp ký lần này lúc mà em khó thở nha. Họ đo coi chỉ số FEV1 trên FVC như thế nào. Và họ coi chỉ số FEV1 á là đang ở mức nào, nhẹ, trung bình, nặng hay rất nặng. Sau đó khi mà đo xong mới họ sẽ cho em xịt thuốc, những cái thuốc giãn cơ trơn phế quản liền, đồng vận beta hay giao cảm. Em xịt xong đo trở lại, nếu FEV1 cải thiện lớn hơn 12% có nghĩa là em có sự co thắt cơ trơn bởi histamine và tăng đáp ứng với thuốc giãn phế quản là tình trạng của hen. Còn nếu mà em xịt lại mà em không có tình trạng cải thiện cái
Em FEV1 nó cải thiện dưới 12% thì coi như cũng không phải là có sự đáp ứng với thuốc giãn phế quản, mà chỉ có một cái là histamine nó ở chỉ có chứng minh được là ở đường hô hấp của em á, phế quản nó có viêm mạn tính thôi chứ không phải là tình trạng hen. Một số xét nghiệm khác ví dụ như X-quang phổi, cái X-quang phổi này cũng không điển hình, không đặc trưng cho bệnh lý hen phế quản, tại vì em nghe cái tên không, phế quản. Cái phế quản này là nó cũng giống như là cái viêm phế quản kia á. Đó đều là vị trí phế quản hết, nên chụp X-quang ở đây không điển hình. Mà mục đích của nó là loại trừ với các bệnh lý khác của đường hô hấp dưới. Ví dụ như một đứa trẻ, em thấy cái triệu chứng hen này nè, nó có một cái đặc điểm đó là diễn tiến nhanh, đột ngột, khó thở, diễn ra rất là nhanh. Một đứa trẻ có cơ địa dị ứng, nó đang ngồi chơi. Ví dụ như nó là cơ địa hen á, nhưng mà nó đang ngồi chơi, tự động nó ngã ngang, nó cà hước lên. Nhìn cái mặt mày nó tím hết, muốn sùi bọt mép luôn. Lúc này sao? Em nói nó lên cơn hen hay là cái gì? Có một cái tình huống nào mà cũng gây bé đột ngột khó thở không? Em có thấy mấy trên YouTube á, có những cái tình huống bà mẹ giữ con xong hơi nhỏ bắt đầu tự động nó ngã liệm xuống luôn. Nó cà hước ngã liệm xuống, rồi nó là những cái tình trạng tím tái luôn, liên quan đến dị vật. Những cái đang ngồi chơi mà nhiều khi nó bóc cái nó bỏ vô miệng nó nuốt rồi sao, rồi nó nuốt không được nó vô cái đường thở rồi sao, dị vật. Nên lúc này á em cần phải phân biệt được cái tình trạng cơn hen phế quản hay là dị vật, tại vì cái dị vật đó thì nó sẽ điều trị khác với tình trạng hen phế quản. Em cho bệnh nhân xịt thuốc cắt cơn, tại vì đứa này có cơ địa hen mà, nên nó sẽ có những cái thuốc cắt cơn, khi lên cơn khó thở nên em cho thuốc xịt cho nó. Nếu xịt cho nó không đáp ứng thì em nghĩ nhiều về cái tình trạng mà liên quan đến dị vật, úp ngược nó lên để lên tai dỗ hay là dùng những cái phương pháp ấn. Nói chung là những cái phương pháp sơ cứu nó em có thể coi trên YouTube được để loại dị vật ra. Còn nếu mà nó chưa có biết, hồi đó giờ mình chưa có phát hiện nó là có tới tình trạng hen, thì em coi tình trạng hen á là nó sẽ khó thở rất là dữ dội, đột ngột xuất hiện khó thở, nó tím tái nó liệm đi nhưng mà chút xíu nó sẽ dễ thở trở lại giai đoạn mới. Nhưng mà chắc chắn em cũng phải gọi cấp cứu lúc đó rồi. Vô người ta sẽ chụp X-quang liền. Đầu tiên người ta thấy khó thở, người ta cho thở mặt nạ và chụp X-quang liền. Hô hấp là một trong bốn dấu hiệu sinh tồn, lúc nào cũng phải ổn định hết á. X-quang phổi chỉ có giá trị chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác nè, nó sẽ không có giá trị để mà chẩn đoán xác định viêm hen phế quản. Trong trường hợp viêm phổi cũng có khó thở vậy, chụp X-quang coi coi cái này này, tình trạng này là tổn thương ở phế quản hay là tổn thương ở phổi hay là do những tình trạng dị vật. Test kích thích bây giờ em thấy tổn thương ở phế quản rồi thì em phân biệt là viêm phế quản mạn hay là hen phế quản. Thì ở đây em hỏi về những cái tình trạng triệu chứng nó bộc lộ á. Trong viêm phế quản mạn á, ngoại trừ đang có ổ nhiễm cấp tính, những cái ổ nhiễm trùng nó đột ngột nó nhiễm vô cơ thể á, nó gây sốt cao, khó thở, đau họng gì đó, thì ngoài ra ở những cái tình trạng mãn tính, hen phế quản này với lại tình trạng viêm phế quản mạn á, thì cái hen phế quản này thường khởi phát đột ngột, những cái triệu chứng nó thường khởi phát đột ngột. Còn trong trường hợp viêm phế quản mạn nó chủ yếu là ho khạc đàm buổi sáng thôi, và viêm phế quản mạn thì nó không có cơ địa yếu tố di truyền. Test kích thích để chẩn đoán chính xác nữa thì em có thể dùng test kích thích phế quản hoặc là đo lúc mà nó đang khó thở coi là hen phế quản hay là viêm phế quản. Test da với dị nguyên, cái này khi nào em xác định được dị nguyên em mới test trong da thôi. Những cái dị nguyên mà cơ đơn giản á, ví dụ như người này dị ứng meloxicam phải không, thì lúc này em muốn sử dụng thuốc khác mà nó cũng có tính kháng viêm, mà cơ địa người này có dị ứng với meloxicam thì em có thể gì sử dụng một cái test da tiêm trong da, rồi quan sát vẽ cái vùng ở đó, tiêm trong da ở vùng đó, quan sát trong vòng 24 giờ đảo lại coi nó có ngứa sưng đỏ gì đó hay không. Nếu có ngứa sưng đỏ chứng tỏ là người này cũng dị ứng với thuốc này luôn, em phải né, em đổi thuốc khác. Nếu không người đó em sử dụng vô đôi khi họ sẽ xảy ra hiện tượng đó là sốc phản vệ. Còn những cái dị nguyên mà nó bự quá, nó cồng kềnh quá, em không thể ly chích được những cái hoạt chất bên trong thì em né nó luôn, chứ không cần phải đi tìm cái dị nguyên cụ thể nó là gì, tốn thời gian tốn tiền. Ví dụ như người ta dị ứng với lại bông hoa nó, người ta ngửi vô người ta ngứa, người ta hắt hơi chảy mũi, hoặc là người ta ngửi vô cái bông hoa nó người ta bị khó thở, thì em không biết cụ thể trong bông hoa nó cái gì gây khó thở, những cái phấn hoa, những cái côn trùng, những cái hóa chất của côn trùng ở trong hoa nó,
hay là những cái con mối con mọt gì trong hoa đó, những cái con li ti chấm á, khi mà em hít hoa nó có thể chui vô đường hô hấp em, hay là em dị ứng với lại những cái nước hoa, cái mùi hương của hoa đó, đâu có biết cái nào. Bây giờ không lẽ em đi phân tách từng cái, nên thường em test da với dị nguyên những cái nào mà đơn giản, và nó là những cái dạng càng đơn giản thành phần bên trong nó càng ít thì em dễ xác định được cái thành phần dị nguyên của em hơn. Hoặc định lượng IgE đặc hiệu trong huyết thanh, xác định yếu tố nguy cơ của hàng từng bệnh nhân, tìm dị nguyên hoặc định lượng IgE, test dị nguyên hoặc định lượng IgE. Biến chứng của hen phế quản, em nghĩ hít thở khí vô nhiều thì sao, nó dễ vỡ phổi, vỡ phế nang á, nó gây tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi, tràn khí màng phổi trước rồi sau đó có thể tràn khí trung thất. Tràn khí trung thất lúc này nó sẽ đẩy xẹp tim á, nó có thể gây suy tim, suy tim cấp hoặc là hội chứng tim cấp, phổi cấp, suy xẹp phân thùy phổi do lấp tắc khu trú một đoạn nào đó, nó xẹp lại do không trao đổi khí, mạch máu của nó cũng tự co luôn, tử vong là hậu quả của các biến chứng trên. Biến chứng tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, biến chứng suy tim, xẹp phổi, biến chứng mãn tính. Em biến chứng mãn tính, lồng ngực em chứa khí hoài, ở những đứa trẻ là nó còn sự biến đổi cấu trúc ở khung sườn nữa, nó chưa có hoàn chỉnh, nó chưa có cứng, nên nếu mà nó khởi phát COPD từ những cái giai đoạn sớm á, lâu dài kéo dài á, nó có thể gây biến dạng lồng ngực, xương ức tụt xuống hoặc là nhô lên gì đó tùy. Còn ở những người lớn, người cái khung xương của họ đã cứng rồi thì khi vô hen phế quản này nó có tình trạng gì, nếu mà để lâu dài tới 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 lui em sẽ thấy lồng ngực hình thùng do nó ứ khí, nhốt khí trong đó. Suy hô hấp mãn tính cũng là học biến chứng của hen phế quản. Tâm phế mạn, tâm phế này là tim bên phải do bệnh phổi trước, còn nếu mà bệnh tim mà gây ra bệnh phổi là tim bên trái. Bệnh phổi lâu ngày sẽ gây suy tim phải. Phân biệt phân loại bệnh hen theo mức độ kiểm soát, em sẽ phân độ bệnh hen thứ nhất là dựa vào 6 cái đặc điểm này nè. Thứ nhất là triệu chứng ban ngày, em sẽ phân ra có 3 dạng mức độ, một là kiểm soát, hai là kiểm soát một phần và ba là không kiểm soát luôn. Tại vì cái phân mức độ này nó sẽ liên quan đến lựa chọn bước điều trị của em. Triệu chứng ban ngày, kiểm soát tất cả các đặc điểm sau. Thứ nhất là tất cả các đặc điểm này phải thỏa mãn hết thì nó mới nằm trong kiểm soát được, hen kiểm soát được. Cái hen kiểm soát được này thường em điều trị á, là chỉ là điều trị dùng thuốc cắt cơn thôi và giữ cái môi trường xung quanh loại yếu tố nguy cơ thôi, môi trường lạnh, môi trường bụi bẩn thôi nè, và những cái cảm xúc em kiểm soát lại cái cảm xúc thôi. Đó là liên quan đến tất cả các yếu tố này trong phải đạt được mới là nằm ở hen kiểm soát, chỉ cần dùng thuốc cắt cơn khi lên cơn. Triệu chứng ban ngày, triệu chứng ban ngày là một trong bốn cái triệu chứng đó, cái nào cũng được mà bé hơn bằng 2 tuần, 2 lần trên 1 tuần thì coi như là không vi phạm, nó vẫn nằm ở trong mức kiểm soát. Ví dụ nếu mà lớn hơn 3 lần trong tuần thì là nó đã không kiểm soát rồi, kiểm soát một phần hoặc là không kiểm soát. Bây giờ ví dụ nha, sáng bữa nay thứ hai phải không, cái bắt đầu bệnh nhân có tình trạng khó thở, tự động nó khó thở, đột ngột xuất hiện khó thở, xong sau đó là nó hết, nó không, nó chưa xịt thuốc cắt cơn gì hết, tự nó hết. Qua sáng thứ tư nó xuất hiện một cơn ho nặng tức ngực, bệnh nhân cảm giác nặng tức ngực, bồn chồn lo lắng kèm theo khó thở, và nó qua ngày thứ hai, xong ngày thứ tư rồi ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì trong tuần đó, chủ nhật không có triệu chứng nữa. Thì vậy là nó bị mấy lần trong tuần? 2 lần triệu chứng ban ngày trong tuần, mà 2 lần triệu chứng ban ngày trong tuần đó là vẫn nằm ở mức kiểm soát. Nếu mà một ngày nào đó nó bị nữa là trong tuần đó là 3 lần trên 1 tuần thì nó mới là không kiểm soát, hay là kiểm soát một phần hoặc là kiểm soát một phần. Giới hạn vận động, triệu chứng ban ngày rồi tới giới hạn vận động, miễn em bị giới hạn vận động so với cùng lứa tuổi thì coi như là nó đã vi phạm rồi, nó không còn kiểm soát được nữa hen á. Em phải so với cùng lứa tuổi nha, chứ em đừng có so sánh với lại hồi đó gì nè. Em nói cái bác nó đó, bác hoạt động thể lực yếu xìu à. Bác đi bộ có đoạn được có khoảng 500 mét thôi à. Rồi bác có đi gì? Bác khiêng được vặt có thùng nước có 5 lít thôi. Em nói cái bác nó là cái vận động của bác á, cái sức khỏe của bác nó yếu rồi. Do là do tình trạng hen này nè, nó làm giảm xuống. Cái lứa tuổi của bác 70 mấy, 80 mấy tuổi rồi, những cái lứa tuổi nó thì đương nhiên cái hoạt động thể lực nó sao mà bằng người trẻ như mấy em so sánh được. Nên em khi mà em so sánh cái mức độ hoạt động á, là em so sánh cùng lứa tuổi. Ví dụ như những bạn trước, với lại chính bản thân người đó ngay thời điểm trước nó, trước khi bệnh. Ví dụ như người đó trước khi bệnh nó khiêng được thùng nước 30 lít,
Bây giờ người đó khiêng thùng nước 30 lít nữa bắt đầu xuất hiện khó thở, phải để xuống nghỉ ngơi chút. Thì đó là giới hạn vận động rồi. Hoặc là những người xung quanh mình, cùng lứa tuổi với mình, cùng thể trạng với mình, cùng cân nặng với mình luôn, cùng khối lượng cơ luôn, người đó khiêng thùng nước 20 lít được, và người khác cũng tương ứng vậy khiêng thùng 20 lít được, mà bây giờ mình khiêng không được. Đó là em đã bị giới hạn vận động rồi đó. Em sẽ so sánh với cùng lứa tuổi và so sánh với cái khả năng hoạt động của em ngay trước khi bệnh. Thức giấc ban đêm có hay không? Nếu có, một lần thôi cũng là vi phạm rồi, không còn kiểm soát đâu. Nhu cầu cắt cơn, nếu mà em dùng thuốc cắt cơn khi lên cơn ban ngày hoặc ban đêm thì không cần biết, miễn em cần phải dùng thuốc cắt cơn trong bé hơn 2 lần trong 1 tuần thì được chấp nhận là kiểm soát. Còn nếu lớn hơn 2 lần trên tuần từ ngày thứ ba trở đi, từ lần thứ ba trở đi thì gọi là hen không kiểm soát hoặc kiểm soát một phần, tùy một trong hai. Lưu lượng đỉnh. Những cái thuốc cắt cơn này là thuốc gì? Thuốc làm giãn cơ trơn ra đó, co thắt cơ trơn ra đó, đồng vặn beta 2 giao cảm. Nó sử dụng salbutamol. FEV1 chỉ số bình thường lớn hơn 80%. Đợt bùng phát không có đợt nào trong năm hết. Thì khi em thỏa mãn tất cả tiêu chí này, cái này em nhìn vô trong sách nó sẽ dễ hơn so với nhìn trên đây. Khi em thỏa mãn tất cả những tiêu chí này thì em nằm gì? Ở hang kiểm soát. Kiểm soát một phần là vi phạm một trong những cái này. Vi phạm một trong những cái đó là kiểm soát một phần. Cái số lần mà bùng phát, đợt bùng phát á, là phải đi nhập viện, những cái triệu chứng nó nặng lên á, khó thở nhiều hơn, ho nhiều hơn, phải đi bệnh viện, lớn hơn 1 lần trong 1 năm. Từ lần thứ hai trong năm đó mà xuất hiện 2 đợt phải nhập viện vì hen phế quản là nó đã kiểm soát một phần rồi. Nó không còn kiểm soát hoàn toàn nữa mà nó chỉ kiểm soát được một phần thôi, nó dễ tái phát trở lại. Còn không kiểm soát á, là khi từ 3 cái trở lên trong 5 cái này nó là bị vi phạm thì đó là hen không kiểm soát luôn. Hay là trong trường hợp mà đợt bùng phát á, bây giờ nó tính theo tuần, một ngày trong bất kỳ trong cái tuần đó ngày nào cũng được xuất hiện đợt bùng phát với nhập viện, tuần sau rồi tuần sau nữa tự động cũng có ngày bất kỳ phải nhập viện. Nói chung là cái thời gian xuất hiện cái triệu chứng á, nó ngày càng rút ngắn lại, thì nó là tình trạng liên quan đến không kiểm soát luôn rồi đó. Em để lâu cái này nó sẽ dẫn đến biến chứng, đó là hẹp, biến chứng tràn khí. Không phải nó dẫn đến cái hậu quả là hẹp ở đường dẫn khí phế quản, biến chứng của nó có thể là tràn khí màng phổi, tràn khí màng tim, tràn khí màng phổi, tràn khí màng trung thất, hoặc là tình trạng suy tim phải. Chẩn đoán xác định hen phế quản, thứ nhất em dựa vào triệu chứng cơ năng, một trong 4 triệu chứng đó: ho, khó ho nhiều về đêm gần sáng, khó thở, bệnh nhân nặng tức ngực, khò khè. Rồi em nhờ dựa vào triệu chứng thực thể khám, trong cơn khám thì nó sẽ có tình trạng ứ khí ở phế nang, gung thanh giảm, gõ gõ trong, gõ vang, gung thanh giảm, gõ vang, ghi gào phế nang giảm. Phân loại hen theo mức độ kiểm soát, hen kiểm soát một phần hay là hen không kiểm soát luôn. Nguyên nhân cái tình trạng kích hoạt hen này là gì? Dị nguyên là cái gì? Nếu mà biết được có biến chứng hay chưa, biến chứng tâm phế mạng, biến chứng khí phế thuộc, biến chứng tâm phế mạng, biến chứng tràn khí màng phổi, biến chứng tràn khí trung thất có hay chưa, và em ghi những cái bệnh lý nền kèm theo. Khi mà em chẩn đoán một bệnh á, là em sẽ chẩn đoán thứ nhất là bệnh lý, cái tình trạng bệnh, vị trí tổn thương, cái nguyên nhân và những cái bệnh nền kèm theo. Điều trị hen phế quản, mục tiêu điều trị nó là em phải cắt cơn và tránh những cái đợt cấp xuất hiện. Em cắt cơn bằng thuốc nhanh nhất đó chính là thuốc đồng vặn beta 2 giao cảm, những cái thuốc thuộc nhóm salbutamol, cái thuốc salbutamol. Kịp thời các cơn hen cấp và đợt hen cấp, mục tiêu là điều trị kịp thời các cơn hen cấp, tại vì em khó thở quá 5 phút đi em sẽ thấy ảnh hưởng tới bào thần kinh, nên phải điều trị những cái đợt cấp lên, đợt cấp nó phải điều trị tích cực lên. Dự phòng cơn hen, đừng có cho xuất hiện cơn hen thường xuyên. Em cho xuất hiện cơn hen thường xuyên tới 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 lui, nó sẽ làm khả năng biến đổi cấu trúc, cái thời gian biến đổi nó sẽ rút ngắn lại và sau này nó gây hen bất trị á. Duy trì chức năng hô hấp tối ưu. Duy trì chức năng hô hấp tối ưu là gì? Em làm gì? Thứ nhất đó là em phải làm cho cái đường hô hấp em lúc nào cũng thông thoáng hết. Cái thứ hai, thông thoáng là tránh tiếp xúc với bụi bẩn này kia đó, tránh tiếp xúc những cái thành phần dịch, những cái bụi bẩn, những cái mầm bệnh đó. Đấy, và đồng thời là tránh những cái trường hợp mà viêm họng nè, tới 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 lui nè. Đảm bảo duy trì chức năng hô hấp. Còn một cái nữa đó chính là để mà duy trì chức năng hô hấp á, thì em sẽ làm đó là tập phục hồi chức năng. Người ta sẽ lựa những cái bài tập để mà phù hợp với
sự tắc nghẽn đường hô hấp của em. Mục tiêu điều trị nha, kịp thời cắt cơn, dự phòng lên cơn, duy trì chức năng hô hấp tối ưu nhất, đảm bảo chất lượng cuộc sống, dự phòng tắc nghẽn phổi không hồi phục. Tắc nghẽn phổi không hồi phục này là liên quan đến viêm mạn tính lâu ngày đó, biến dạng cấu trúc đó. Em phải dự phòng, kiềm lại cái quá trình viêm đó bằng cách kiểm soát cái môi trường kích thích, yếu tố kích thích và kiểm soát bản chất môi trường viêm đó luôn. Nguyên tắc điều trị hen phế quản, ưu tiên sử dụng dạng hít tại chỗ hơn là sử dụng thuốc lâu dài, hơn là sử dụng thuốc uống để mà nó có tác dụng lâu dài hơn. Hướng dẫn bệnh nhân cách thích thuốc đúng, giáo dục bệnh nhân cho tốt, vui lòng điều trị lúc nào cũng vậy. Em sẽ điều trị phải đạt mục tiêu mới gọi là điều trị đúng, điều trị đạt được. Còn nếu mà em đã điều trị mục tiêu, em điều trị có thấy cho sử dụng thuốc á, bệnh nhân cứ xịt hoài, bệnh nhân cứ dặn dùng thuốc xịt, như xịt corticoid kháng viêm, corticoid kháng viêm mà sao tự động thời gian nó ngắn, nó cũng diễn tiến đến tình trạng là biến đổi cấu trúc, viêm mạn tính biến đổi cấu trúc. Nó ủa sao tôi xịt corticoid, tôi xịt đúng theo cái hướng, tôi xịt đúng theo ngày hết mà sao tình trạng khởi phát biến đổi cấu trúc của tôi nhanh vậy? Do người ta ngậm không có đúng cái ống xịt đó, nó xịt thuốc nó có thể thoát ra ngoài nên nó làm thay đổi cái liều tác dụng, nó ít quá không đủ. Kiểm soát môi sườn dài tái phát, tránh tái phát. Xịt thuốc hen phế quản. Các thuốc điều trị hen phế quản phân ra làm hai loại, tương ứng vậy. Thuốc kiểm soát bệnh hen phế quản lâu dài. Cái nhóm thứ hai là thuốc điều trị giảm triệu chứng. Thuốc điều trị giảm triệu chứng, những cái thuốc cắt cơn á, em dùng thuốc đồng vặn beta 2 giao cảm tác dụng nhanh. Ở đây là nó có thuốc gì? Nhóm thuốc này nè. Cái salbutamol, cường beta 2 tác dụng nhanh và ngắn, nó sẽ làm cắt cơn. Thuốc làm giảm triệu chứng. Em có thể có hợp thêm thuốc viêm, kháng viêm nó cũng làm giảm triệu chứng nữa. Thuốc kiểm soát bệnh hen, kiểm soát để tránh trường hợp đi đến biến đổi cấu trúc, kiểm soát những cái tình trạng viêm của nó. Nên ở đây người ta có thể sử dụng glucocorticoid. Em thấy thuốc kiểm soát hen phế quản đứng đầu nó là glucocorticoid. Còn các thuốc chống làm giảm triệu chứng á, khó thở như là cái mà triệu chứng mà bệnh nhân khó chịu nhất á. Đồng vặn beta 2 giao cảm tác dụng nhanh, dạng hít. Em phối vậy là mình sẽ phối hợp hai cái này lại nè. Thì mình sẽ có được cái thuốc giảm triệu chứng và kiểm soát hen phế quản luôn. Còn thuốc cắt cơn á là chỉ sử dụng đồng vặn beta 2 giao cảm thôi, tác dụng nhanh ngắn thôi là được rồi. Salbutamol. Thuốc kiểm soát hen phế quản thường dùng nhất là glucocorticoid dạng hít, cơn hen nặng hoặc trong đợt cấp glucocorticoid dạng uống, prednisolone hay tim tĩnh mạch trong đợt cấp nặng á. Có cơn hen hoặc dấu hiệu báo trước, ví dụ như ho khan, nặng tức ngực thì lúc này mình sẽ sử dụng thuốc giảm triệu chứng. Những cái thuốc cắt cơn. Em lựa chọn cái bước 5 này thường là sử dụng cho những cái trường hợp mà đợt kịch phát hoặc là hen bắt chị luôn. Hen không kiểm soát được luôn. Bước 5 này là sử dụng, em thấy cái trên những cái bước này là nó sẽ có một cái chung, hai cái chung, giáo dục sức khỏe về hen cho bệnh nhân. Tại vì cái hen này liên quan đến cơ địa, em không thể nào cắt nó đứt hoàn toàn được nếu em vẫn tiếp xúc với lại yếu tố kích thích và dị nguyên. Thì nó sẽ khởi phát hoài à. Và khi nó dễ khởi phát lắm, nó khởi phát hoài nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là biến đổi cấu trúc sơ hóa là khó điều trị á. Nên em phải giáo dục cho bệnh nhân giữ vệ sinh môi trường xung quanh, giữ cái đường hô hấp của mình lúc nào cũng thoải mái, không có tình trạng viêm nhiễm. Tình trạng sức khỏe phải tăng cường những cái thể chất bên trong. Chế độ ăn uống, hoạt động, tránh tiếp xúc với dị nguyên, kiểm soát môi trường xung quanh để tránh những cái thành phần làm kích thích quá trình viêm để bùng phát lên cơn hen á, giảm đi. Hai cái này từ bước 1 đến bước 5 đều có hết đó. Tư vấn cho bệnh nhân, kiểm soát môi trường xung quanh của bệnh nhân sống. Thêm một kêu bệnh nhân tự kiểm soát, kiểm tra lại cái môi trường xung quanh có bụi gì hay không. Glucocorticoid dạng uống liều thấp nhất hoặc là liệu pháp kháng IgE thêm 1 hoặc 2 hoặc cả hai này. Lúc này em sẽ có cường beta 2 tác dụng nhanh nếu theo nhu cầu. Nếu mà có cơn khó thở bộc phát lên á, em có thể sử dụng cường beta 2 tác dụng nhanh. Nhưng mà em sẽ sử dụng glucocorticoid dạng uống liệu pháp IgE trong trường hợp đợt kịch phát hay là dịch cái hen phế quản nó chưa kiểm soát. Còn trong trường hợp mà kiểm soát tốt á, là ngoài cơn bình thường thôi, em chỉ xịt thuốc
đồng vặn beta 2 giao cảm này tác dụng nhanh khi nào bệnh nhân có triệu chứng khó thở, bệnh nhân có triệu chứng vô cơn xịt, có đang tình trạng bệnh nhân có cơ địa hen phế quản nha, nhưng mà đang ho khan là nó đang dự định lên cơn rồi, nó đang viêm á, lúc này em sao cũng xịt luôn để phòng ngừa lên cơn. Xịt đồng vặn beta 2 tác dụng nhanh. Còn nếu mà hen kiểm soát một phần thì em sẽ chọn một trong bốn bước, ba bước này. Em đầu tiên sẽ chọn bước thấp nhất đi. Bước thấp nhất đó chính là ba cái trên phối hợp. Giáo dục sức khỏe, kiểm soát về môi trường, beta 2 tác dụng nhanh nếu mà cần. Khi mà có cơn á, cần cắt cơn. Rồi sau đó em tiếp tục chọn một trong những cái này nè để điều trị lâu dài. Y corticoid hít ở liều thấp hay là kháng leukotriene. Em xịt xong, em theo dõi coi triệu chứng của viêm kiểm soát một phần này nó có cải thiện không. Nếu mà nó không cải thiện, nó vẫn y vậy hoặc nó nặng hơn mà gây người ta khó chịu, em chọn lên bậc 3. Corticoid liều thấp luôn, nhưng mà lúc này nó sẽ phối hợp với đồng vặn beta 2 tác dụng kéo dài hơn chút. Hoặc là em chọn glucocorticoid liều thấp, liều trung bình hoặc cao. Hoặc là glucocorticoid liều thấp cùng với kháng leukotriene. Hoặc là những cái glucocorticoid liều thấp cùng với những cái thuốc giãn cơ trơn phế quản theophylline phóng thích chậm. Một trong ba cái này, bốn cái này, muốn chọn cái nào cũng được, kết hợp với ba cái trên. Em chọn bậc này xong, em điều trị thấy hen kiểm soát một phần này nè, nó có cải thiện thì lúc này xong em điều trị trong vòng một tháng, em theo dõi nó có cải thiện rồi, em theo dõi tiếp trong hai tháng còn lại nó vẫn giữ ở mức kiểm soát tốt, thì lúc này nó cải thiện xuống á, em giảm xuống thử một bậc, giảm xuống thử bậc 2, em điều trị y như vậy, em theo dõi. Trong vòng giảm xuống thử bậc 2 này nè, nếu nó lên nhanh liền kiểm soát một phần thôi thì em quay lại bậc 3. Còn nếu mà nó chưa có lên lại kiểm soát một phần á, nó vẫn còn kiểm soát tốt thì em theo dõi trong một tháng rồi sao. Nếu mà trong một tháng nó vẫn là kiểm soát tốt thì em giữ ở mức này, hoặc em có thể thử đợi 2 tháng nữa em giảm cái bậc này xuống thử rồi sao. Để mà càng giảm cái bước điều trị nhưng mà triệu chứng người ta, tình trạng bệnh lý người ta cải thiện thì em sẽ giảm từ từ. Em quan sát cái gì mà em biết cải thiện. Cái thứ nhất đó chính là triệu chứng. Cái mà đưa vô phân loại hen kiểm soát một phần hay là không kiểm soát tốt gì đó, em sẽ phân loại dựa vào cái những cái trong điều kiện mà để phân loại hen á, kiểm soát một phần, triệu chứng ban ngày, triệu chứng ban đêm, rồi vận động, vân vân. Những cái thuốc thôi, salbutamol. Hơi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tối chút làm tiếp nha, giờ tự động buồn ngủ quá. Hay là mấy đứa làm luôn, nói tới hai bài nữa đó. Bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với lại bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với lại bài viêm khớp dạng thấp. Tối nay mấy đứa có học gì nữa không? Cái bài viêm khớp dạng thấp vẫn còn thiếu của mấy em á. Bữa trước hình như chưa học hết bài đó mà. Ủa tối đi làm thêm hả? Thôi vậy Quốc làm hết luôn đi. Thôi vậy làm hết luôn đi. Làm hết chắc khoảng tới 6 giờ mấy. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này là hậu quả, là tình trạng hậu quả của những cái bệnh phổi trước nó, mà nó tổn thương lâu dài đó, nó làm biến đổi cấu trúc. Thôi làm hết luôn đi em ơi. Học được tới hết phần này đi. Sẽ hướng dẫn mấy em cái định nghĩa của nó, chẩn đoán cận lâm sàng. Còn cái hướng điều trị thì mấy đứa coi theo tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị của GOLD. Chút xíu dưới bài nó có để nó. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đây là hậu quả nha. Hậu quả của những cái bệnh lý của đường hô hấp mãn tính. Ví dụ như viêm phế quản mạn, lâu ngày nó biến đổi cấu trúc. Tình trạng hen phế quản đấy á, mà lâu ngày á, viêm mãn tính kéo dài tới lui nó làm biến đổi cấu trúc ở phế quản. Cái kế tiếp nữa, một cái tình trạng làm cho dẫn đến bệnh lý tắc nghẽn mãn tính đường hô hấp này nè, chính là bệnh khí phế thủng. Nói đến bệnh COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chính là bệnh COPD. Và để chứng minh có tắc nghẽn này nè thì em dùng cái gì? Hô hấp ký. Coi chỉ số Tiffany á, FEV1 trên FVC. Nếu mà nó bé hơn 70% là nó có tắc nghẽn rồi.
Đây là hậu quả. Em thấy cái chuyện mãn tính không? Là tắc nghẽn này hầu như là khó phục hồi lắm. Phục hồi không hoàn toàn. Nó là hậu quả của những cái bệnh đường hô hấp đó. Lâu ngày không điều trị tốt đó. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay viết tắt là chữ COPD nè. Là một bệnh tắc nghẽn đường dẫn khí không hồi phục hoàn toàn nha. Một số biểu hiện ngoài phổi thể hiện mức độ nặng của bệnh. Tắc nghẽn đường dẫn khí thường tiến triển nặng lên và phối hợp với đáp ứng viêm bất thường ở phổi đối với các phần tử. Nói chung là lúc này phổi của người đó đó. Xuống tới đây luôn rồi. Nói chung là lúc này á, phổi của người nó đó, nó sẽ có tình trạng là dễ bị kích thích hơn. Nó đang có tình trạng viêm, biến đổi cấu trúc nhưng mà do những cái viêm đó nên phổi người này dễ bị kích thích lắm. COPD là tắc nghẽn đường dẫn khí. Cái đường dẫn khí người này dễ bị kích thích. Em chỉ cần tiếp xúc với mầm bệnh, em tiếp xúc với lại những cái khói bụi hoặc là em tiếp xúc với những cái chất nào mà nó cái mùi mà nó nặng á là nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng xuất tiết dịch nhiều hơn. Và cái cơ trơn ở đây nó có tăng tính đáp ứng co thắt không? Có nha. Em biết được tất cả những cái quá trình viêm của em á khi mà ở những cái ổ viêm á nó sẽ có những cái prostaglandin, nó sẽ làm giảm cái ngưỡng cảm nhận thần kinh của em, giảm cái ngưỡng dễ bị kích thích đó, dễ ngưỡng kích thích đó. Nó làm do nó làm giảm cái ngưỡng kích thích nó nên cái thần kinh nó dễ bị kích thích. Ở trong COPD này nó cũng sẽ có tình trạng gì? Viêm mãn tính ở đường dẫn khí nó. Cái thứ hai nó là cũng có sự tăng đáp ứng co thắt cơ trơn nhưng cái tình trạng tăng đáp ứng co thắt cơ trơn nó không có mạnh. Do nó là tăng nhạy cảm trong trường hợp viêm thôi. Chứ nó không có nhạy bằng so với trường hợp hen phế quản. Bệnh tắc nghẽn đường dẫn khí này theo em triệu chứng của nó sẽ là cái gì? Thứ nhất là do nó tình trạng tắc nghẽn mãn tính nè, nó sưng lâu ngày á, nó sẽ có những cái hiện tượng xơ của những cái phế quản đó hoặc những cái tổ chức tổn thương ở đường dẫn khí, nó dày lên, nó dày ngày càng nhiều lên. Dịch viêm gây ho. Tắc nghẽn đường dẫn khí gây khó thở. Triệu chứng mà trước nó bệnh nhân nha, hen phế quản lâu ngày cứ thỉnh thoảng có những đợt khó thở sau đó là bình thường. Khi mà vô COPD là hầu như là khó thở liên tục. Khó thở liên tục luôn. Em chỉ có làm giảm là em sẽ dễ thở, cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng mà nó vẫn khó thở liên tục. Một là thở nặng hơn, khó thở hơn nhiều hơn. Hai là khó thở ít hơn. Chứ triệu chứng điển hình của, triệu chứng đặc trưng của trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này là triệu chứng khó thở á. Viêm phổi phế quản mạn cũng là một trong những cái triệu chứng, cái bệnh lý mà dẫn đến cái tình trạng là COPD. Do nó làm hẹp đường dẫn khí mà không hồi phục. Viêm mãn tính sơ hóa, sơ á. COPD là bệnh đường hô hấp nhỏ, nó sẽ tổn thương ở những cái phế quản, những cái tiểu phế quản. Bệnh đường hô hấp nhỏ đặc trưng bởi tắc nghẽn thông khí do viêm phế quản mạn hay khí phế thủng. Hai cái thể bệnh mà có thể dẫn đến COPD phổ biến nhất đó chính là viêm phế quản mạn. Cái thứ hai đó là khí phế thủng. Hồi nãy mình nói viêm phế quản cấp rồi, bây giờ làm sao biết được người này là viêm phế quản mạn, tiêu chuẩn nào để nói là viêm phế quản mạn? Em sẽ thấy những người viêm phế quản mạn thường gặp á là những người làm trong môi trường bụi bẩn nhiều, những người tiếp xúc với những cái khói hoặc cái khí mà có những cái mầm bệnh, ví dụ như những cái khói khí mà hoặc là có tính kích thích hút thuốc lá. Ai mà hút thuốc lá thường xuyên mà biểu hiện viêm phế quản mạn là lúc này là em phải giảm liền. Viêm phế quản mạn lúc này em đặt ống nghe vô thử, thử ở trong phổi của em á, trong đường ở ngực của em á mà có những cái tiếng ran, gân gít, gân ngáy là lúc này nó có biến đổi cấu trúc rồi đó. Nhưng mà nó chưa có hẹp quá nhiều để gây rối loạn chức năng thôi. Viêm phế quản mạn nha, thường gặp ở những người hút thuốc lá, ở nhà mình, ông bà ba mẹ mình hoặc là bạn nào có đang hút thuốc lá thì cần để coi mình có vô viêm phế quản mạn hay chưa. Nếu vô rồi thì bắt buộc mấy em càng ngưng thuốc lá càng tốt. Còn bình thường giả sử chưa vô viêm phế quản thì tốt nhất mấy đứa cũng ngưng thuốc lá, giảm thuốc lá từ từ ngưng đi. Còn vô viêm phế quản mạn rồi thì cũng càng phải cố gắng giảm luôn và ngưng. Sự tắc nghẽn thường tiến triển có thể đáp ứng của đường hô hấp và có phục hồi một phần thôi em. Tại vì lúc này có tình trạng viêm á, nó xuất tiết dịch vô, nó gây khó thở nên lúc này em dùng kháng viêm thì nó sẽ sao? Nó giảm xuất tiết dịch nó cải thiện một phần và nó có tăng đáp ứng co thắt cơ trơn một phần nên em có thể dùng phối hợp thêm thuốc giãn cơ trơn á, thì nó sẽ cải thiện một phần thôi. Tại vì hồi nãy nó hẹp là có hiện tượng do sơ nó làm hẹp lại. Biểu hiện bằng ho khạc đàm kéo dài, khó thở khi gắng sức và sự tắc nghẽn thông khí. Có hai dạng khởi phát bệnh COPD này. Thứ nhất đó là khí phế thủng là chủ yếu. Hoặc là tình trạng thứ hai đó là khởi phát bệnh lý chủ yếu đó là viêm phế quản mạn. Một trong hai cái này.
Ngoài ra còn có tình trạng của hen. Khi mà tổn thương hen lâu dài á, nó làm biến đổi cấu trúc, nó có thể dẫn đến COPD, tắc nghẽn mạng tính. Khí phế thủng này là sao? Tình trạng viêm phế quản mạng là sao? Khi nào đọc là định nghĩa là khí phế thủng? Khi nào là khí phế thủng, khi nào là viêm phế quản mạng? Viêm phế quản mạng là khi em ho khạc đàm trong vòng 1 năm, ít nhất là 3 tháng trong 1 năm. Và phải là trong 2 năm liên tiếp. Ở đây nó để ho khạc đàm ít nhất là 3 tháng trong mỗi năm, nó không để là 3 tháng phải liên tục nha. Nó không có yêu cầu vậy thì em không cần đúng liên tục. Em chỉ cần trong năm đó có những cái, trong năm đó có ít nhất là 3 tháng ho khạc đàm. Và cái biểu hiện viêm mạng nè, viêm mạng nên triệu chứng bệnh nhân không phải là sốt, mệt mỏi, chán ăn, rối loạn tiêu hóa gì hết, mà chủ yếu là ho khạc đàm. Mà cái viêm mạng này em sẽ thấy ho khạc đàm rõ nhất là lúc nào? Về đêm gần sáng. Về ban ngày á, những người đó ban nguyên ngày không có gì chứ, nhưng mà ngủ xong sáng thức dậy lại ho khạc đàm cái. Rồi xong trở về cơ thể cuộc sống bình thường. Nhưng mà cứ hễ ngủ xong sáng thức dậy ho khạc đàm. Tình trạng viêm phế quản mạng, ho khạc đàm ít nhất là 3 tháng mỗi năm và phải trong 2 năm liên tiếp đó. Mà triệu chứng ho khạc đàm này em phải chứng minh được là không phải do tim gây ra, hoặc là những cái bệnh lý tim phổi nào khác, ví dụ như viêm phổi hoặc là những bệnh sơ phổi đồ vân vân. Không chứng minh nó được, phải chứng minh được là nó tổn thương ở phế quản, không do bệnh lý tim mạch nào gây ra hết, hoặc là những cái bệnh phổi khác nào gây ra hết. Ở đây ai hút thuốc lá hoặc ông bà ba mẹ mình hút thuốc lá đó mà có ho khạc đàm á, hỏi ông bà ba mẹ coi ho khạc đàm á, sáng sáng là bắt đầu ho khạc đàm, bắt đầu từ lúc nào tới giờ rồi? Nếu mà bác nó nói ho cách đây bắt đầu từ 2-3 năm nay rồi, thì tốt nhất em khuyến cáo người nói đó là giảm cái lượng thuốc lá lại từ từ và có thể bỏ luôn càng tốt. Còn nếu có thể nữa, em coi muốn coi có hẹp không á, thử em lấy cái ống nghe đó, em đặt vô em nghe coi có gân rít gân ngáy hay không. Nếu có gân rít gân ngáy mức độ nhẹ thôi cũng là có tình trạng tắc rồi, gân ngáy. Tốt nhất là giảm lại nha, do COPD là nó sẽ khó điều trị. Triệu chứng trước nó là ho khạc đàm, viêm phế quản mạng, xong rồi tự động ho khạc đàm hoài, tới một lúc nào đó em biết bước qua triệu chứng gì không? Mà qua COPD không? Khó thở. Và khó thở đây là khó thở liên tục. Ngồi nghỉ cũng khó thở, vận động lên thì khó thở nhiều hơn. Mức độ khó thở nó sẽ tăng dần từ từ, mới đầu là nhẹ em. Em cảm giác hơi khó thở nhẹ thôi. Nhưng mà sau đó nó ngày càng tăng dần và đến một lúc nào đó nó khó thở nặng hơn. Cảm giác lúc này là em rất là bức rứt luôn, khó chịu. Em đọc về cái tình trạng của những người mà bị COVID đó, khi mà họ nằm mà họ có triệu chứng khó thở đó, là tương ứng với những người bị COPD mà giai đoạn cuối đó, nó tắc nghẽn nặng rồi. Thì em đọc lại những cái thông tin về những người mà COVID nó mà giai đoạn cuối đó, ở những cái giai đoạn mà tắc nghẽn nặng đó, họ khó thở nhiều, họ nói cái lúc đó họ vật vã, họ kích thích rất là dữ dội, họ rất là khó chịu. Đôi khi họ muốn giải thoát để cho nó tình trạng sao nó im dịu lại, chứ họ, bạn nào thử ngồi em bịt mũi ơi, em ngồi bịt mũi lâu em thấy cái tình trạng khó thở em cũng cảm thấy như nào, mà họ liên tục chịu cái cảm giác nó như vậy á. Tại vì những người COPD này là họ tắc nghẽn mạng tính rồi, em không cách gì làm nông những cái phế quản nó ra được hết á. Một là em ghép phổi luôn, đổi ghép phổi luôn, còn không nữa là sao, điều trị năng đỡ thôi chứ không còn cách gì hết. Thở mặt nạ suốt luôn, đi đâu cũng đeo những cái mặt nạ hoặc những cái ống thở cannula hết, đi theo suốt, thở oxy. Nên người ta rất là khó chịu. Em khi mà em vô một cái bệnh lý nào mà mãn tính rồi đó, em sẽ thấy cái cảnh mệt dữ lắm, khó chịu dữ lắm. Đôi khi nó gây em stress rất là dữ dội. Nên những người mà nhiễm COVID, mà những người mà có suy hô hấp á, em thử cái cảm giác, em đọc những cái mà cảm giác của họ, họ sẽ mô tả cho em rất là dữ dội. Mà khi vô rồi nha, những người đó mà được điều trị hết bệnh á, họ rất là mừng luôn. Và những người đó thử em hỏi coi, dám mà để bị lại một lần giống vậy nữa không? Họ không hề dám. Mà bản thân mình cũng vậy, vô những cái tình huống đó là mệt lắm, không dám. Thường mình hay có tình trạng vậy nè, chưa bị là mình sẽ không bao giờ sợ, tại vì mình không biết cái mức độ nó như thế nào, mình sẽ không có sợ gì hết. Nhưng mà tới hồi vô tình huống rồi, lúc này mình sợ, mình rút ra. Nếu mà tình huống đó là còn cải thiện được thì em rút ra vẫn được. Nhưng mà lỡ xui sao mình phát hiện muộn, vô tình huống nặng rồi, mình rút ra thì rút không nổi. Lúc đó em muốn cải thiện, em muốn có nhiều, em muốn lấy tất cả tiền của em á, em đổi cái với lại cái thời gian vui vẻ của em, thời gian hạnh phúc của em, sức khỏe của em không cách nào đổi được hết trơn.
Em có cả ngàn tỷ em đổi cũng không có được luôn. Ghép tạng xong tạng nó cũng có tình trạng thải ghép nữa. Ức chế thải ghép thì lại dễ bị nhiễm trùng. Nó vậy á. Nên tình trạng sơ bơ, ở nhà mình có ông bà ba mẹ nào, tại vì cái này là em có thể cải thiện được nha. Nếu mà ai hút thuốc lá nó kêu giảm bớt, chịu khó giảm bớt đi. Giảm bớt, giảm từ từ, đến khi nào bỏ được thì càng tốt. Viêm phế quản mạn đơn thuần tăng tiết thường do tổn thương đường hô hấp lớn. Trong trường hợp viêm phế quản mạn đơn thuần á, tổn thương những cái đường phế quản lớn, ví dụ như phế quản thùy, phế quản khoang thùy. Còn trong trường hợp viêm phế quản mạn mà dẫn đến COPD á, thường là viêm ở những cái nhánh phế quản nhỏ, tiểu phế quản nữa. Định nghĩa khí phế thủng là gì? Cái khí phế thủng này nè là nó liên quan đến di truyền. Cái di truyền này nó sẽ làm cho bình thường nha, ở trong cái chỗ phế nang này nè của em nè. Trong ở phế nang này, dọc ở đây nó sẽ có hai loại enzyme đối kháng nhau, đó là enzyme protease và anti protease. Cái enzyme protease nó sẽ là phá hủy, em nghe chữ protease là phá hủy những cái cấu trúc nào là có cấu tạo protein. Còn cái anti protease nó là để ức chế men protease nó. Trong đường hô hấp này của em nó sẽ có những cái enzyme đó. Nhưng mà sao? Bây giờ khí phế thủng nó là tình trạng thiếu cái men anti protease. Thiếu cái men ức chế nó. Cái men tên nó là alpha 1 antitrypsin. Bây giờ nó bị thiếu đi nên nó làm cho những cái men protease sao bùng phát lên. Mà protease em biết rồi là nó sẽ phá hủy thành phần protein. Tất cả những cái cấu trúc xung quanh phế nang này nè. Cái thành vách phế nang này nó sẽ bị phá hủy. Cái sợi đàn hồi của phế nang em thấy bình thường cái quá trình hít vô á là trước khi hít vô khoang ngực em nở nè, phế nang nó nở ra theo. Thì cái sự nở này là nó liên quan đến những cái sợi đàn hồi collagen và elastin. Khi mà có những cái rota nó kích hoạt, nó phá vỡ thì nó phá vỡ luôn cái sợi đàn hồi nó luôn. Nên cái phế nang này của em sao? Nó không có đàn hồi tốt nữa, nó không có sự nở tốt. Không nở tốt thì cái áp suất ở trong này, cái ngực của em nó không nở, cái phổi của em nó không nở ra thì trong này áp lực, áp suất nó đâu có âm đâu. Nên khí ở ngoài vô nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Nó sẽ gây ra triệu chứng khó thở cho em. Cái phế nang này nó sẽ mất sự đàn hồi do những cái men, những cái enzyme protease phá hủy nó. Đồng thời những cái enzyme protease nó sẽ phá hủy những cái tế bào của những cái tiểu phế quản tặng lân cận này nè. Mà khi phá hủy những cái tế bào nó, cái xác của nó đi đâu? Bạch cầu sẽ đến thực bào. Mà bạch cầu đến thực bào nó cũng sẽ gây tình trạng viêm ở những cái vị trí này. Khởi phát của bệnh, đây em thấy cái tình trạng phế quản, những cái tiểu phế quản nhỏ ở trong nè. Những cái tiểu phế quản, đây là tiểu phế quản tăng cùng. Những cái tiểu phế quản nhỏ này tình trạng viêm, viêm mãn tính nó sẽ làm dày hẹp cái thành nó đi nè. Dịch tiết rồi thành nó bị biến đổi, một là cấp tính do nó phì đại lên sưng. Cái thứ hai nó là mãn tính là do phì đại các cơ trơn, phì đại của những cái mô sơ nó cũng phát triển nè. Ở những cái mô liên kết đó. Tùy cái loại nào. Nếu mà trong trường hợp bệnh COPD nó nghe có khó thở mà khởi phát đó là khó thở luôn, thường nó nằm ở trong đây nè, khí phế thủng. Còn nếu mà trường hợp COPD mà bệnh nhân có tình trạng là trước đó ho khạc đàm lâu rồi là tình trạng của khởi phát là viêm phế quản mạn. Hai cái này em sẽ điều trị COPD cuối cùng giống nhau nhưng mà nó sẽ kèm theo cái điều trị hơi khác nhau. Ở một cái là chỗ mà khí phế thủng đây nè, khí phế thủng này do thiếu alpha 1 antitrypsin thì em phải bổ sung cái đó, thiếu enzyme đó bổ sung enzyme đó. Nè, khí phế thủng phá hủy các vách phế nang nè. Hoặc là trường hợp hen phế quản mà em để mãn tính nó tới 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 lui tới 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 lui hoài đó, tới hồi xuất hiện thành những cái hen bất trị. Nguyên nhân gây COPD, nguyên nhân này có hai nhóm nguyên nhân từ khởi phát từ những cái tình trạng bệnh lý. Một là thuộc những cái nhóm di truyền khởi phát của bệnh khí phế thủng thiếu alpha 1 antitrypsin nè. Cái thứ hai đó là bệnh lý của hen mà mãn tính lâu ngày á, nó sẽ có liên quan đến di truyền là tăng đáp ứng co thắt cơ trơn phế quản và tình trạng tăng cái phản ứng viêm á. Còn ngoại cảnh, đây là của khởi phát bệnh viêm phế quản mạn. Những cái ngoại cảnh nào gây viêm phế quản mạn? Hút thuốc lá, khói bụi, hoặc là mình không hút thuốc lá nhưng mà mình làm trong những cái môi trường xưởng máy móc đồ mà có bụi nhiều á, cái về cứ ho khạc đàm hoài, về cứ ho khạc đàm hoài mà mình không có tình trạng sốt nhiều hết. Mới đầu là sốt gì nó sau thời gian cứ ho khạc đàm thì những cái tình trạng đó là nó đến một lúc nào đó nó ho khạc đàm liên tục mà em thấy đường hô hấp trên của em không có tình trạng tổn thương thì lúc này em cần lưu ý đường hô hấp dưới.
để mãn tính lâu ngày, biến đổi cấu trúc vô CBD. Giải phẫu bệnh, viêm mạn và thay đổi cấu trúc thôi. Em đọc thêm những cái tổn thương này. Vậy bây giờ đối với em, theo em nghĩ là mình làm cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng có cái gì để chẩn đoán? Thứ nhất, đó là cái bệnh khởi phát ở lứa tuổi 50 đến 60 này. Trong trường hợp mà viêm phế quản mạn, đây là nó nói thể bệnh viêm phế quản mạn nha. Trong cái thể bệnh viêm phế quản mạn sau đó chuyển qua COPD á, nó để là thường khởi phát là lúc 50 đến 60 tuổi. Và cái tiền sử là hút thuốc lá, nói với mấy em cái lứa tuổi này dịch tễ này là hồi sữa hồi xưa. Bây giờ dịch tễ này nó cũng có tính tương đối thôi, 50 60 không còn nữa nhiều nữa. Mà lứa tuổi mà khởi phát COPD á ngày càng trẻ hóa. Lý do trẻ hóa biết sao không? Hồi xưa người ta hai mươi mấy, ba mươi mấy tuổi người ta mới hút thuốc lá. Rồi diễn tiến từ từ đến hiện tượng COPD đó là cả hai ba chục năm sau. Tùy theo cái lượng, số lượng thuốc lá người ta hút nữa. Mà bây giờ thì sao? Em thấy cái đối tượng hút thuốc lá nó là sao rồi? Mới có cấp 2 hút rồi. Không biết sau này có cấp 1 không nữa. Mới bây giờ cấp 2 hút thuốc lá rồi đó. Đua đòi hút. Hút, có đứa hút rất là nhiều nha. Nó hút đâu nửa gói. Hoặc có bạn hút, có bé thì hút 2 phần 3 gói. Có bé kia học giống mấy em luôn. Hình như bé nó là chính quy. 20, ủa, không, liên thông. 27 tuổi. Bị COPD. Nó đang diễn tiến qua COPD. Chứ chưa phải là hoàn toàn COPD luôn, nhưng mà nó đang diễn tiến qua đó, có sự hẹp rồi đó. Người nó mới hỏi người đó là khởi phát trước đó, tình trạng khó thở hiện tại là khó thở sao? Bé nó nói là khó thở liên tục. Em cứ ngồi nghỉ, hỏi ngồi ngồi nghỉ nó có dễ thở hơn không? Bé nó nói không, em ngồi nghỉ thì nó bớt bớt chút thôi nhưng mà vẫn khó thở. Và nhìn cái môi nó thấy tình trạng tím. Nó khó thở liên tục em, yếu tố tăng giảm gì nó cũng ít lắm, ngồi nghỉ thì nó thấy đỡ hơn chút xíu thôi mà khó thở liên tục. Xong cái hỏi trước nó em có ho khạc đàm không, thì bé nó nói có. Trước nó ho khạc đàm, hỏi ho khạc đàm cách đây bao lâu rồi, có sốt gì không, ho khạc đàm lúc nào. Nó nói ho khạc đàm buổi sáng á. Y gan nãy giờ nói triệu chứng cho mấy em nhớ, buổi sáng ho khạc đàm. Nó nói là bị 2 3 năm nay rồi. Bị 2 3 năm nay, hỏi bé nó tiếp có hút thuốc lá không hay là tiếp xúc với những khói bụi gì không, môi trường sống như nào. Đầu tiên hỏi hút thuốc lá. Bé nó nói có. Nó hút từ lúc nào biết không? Từ hồi lúc nó học lớp 10 hay gì á. Nhớ hình như lớp 10 á. Nó hút từ hồi lúc nó lớp 10. À nó hút tới giờ luôn. Mỗi ngày hồi trước nó là hút nửa gói hoặc là một gói, nó nói luôn nha, nửa gói hoặc một gói. Nhưng mà sau này nó giảm xuống là còn nửa gói, rồi hiện tại giờ và vẫn còn hút nhưng mà hình như nửa gói. Nửa gói hay là 1/4 gói gì đó. Em thấy cái tình trạng bệnh lý của mấy em ngày càng trẻ hóa là do mình á, mình đẩy cho nó ngày càng trẻ hóa đó. Ở đây cũng vậy, ông bà ba mẹ mình ai hút thuốc lá mà có tình trạng ho khạc đàm rồi kiểm soát lại. Khi này nè nha, em kêu bệnh nha, người nó bỏ thuốc lá xong, em vui lòng theo dõi triệu chứng ho khạc đàm của người ta. Tại vì cái quá trình viêm của mình em biết rồi, có sự khuếch đại. Nếu mà em theo dõi trong vòng những cái năm người họ bỏ thuốc lá luôn rồi đó, mà sau đó không tiếp xúc với bụi gì hết, khói bụi, môi trường xung quanh sống tốt, ăn uống không có tình trạng, có những cái tình trạng viêm ở đường hô hấp bùng phát lên cấp không có, mà bệnh nhân cứ ho khạc đàm, cứ sáng ho khạc đàm hoài, có nghĩa là sao? Mặc dù bỏ thuốc lá nhưng cái quá trình viêm bên trong nó cũng tự khuếch đại vẫn còn. Em không kiểm soát lại cái nó tốt thì mặc dù ngưng hút lá nhưng mà khoảng 10 năm sau vẫn có khả năng bị COPD. Đây là tình huống đã xảy ra thực tế rồi. Cái người nó mới nói ủa sao em bỏ thuốc lá rồi, ba em bỏ thuốc lá rồi mà sao ba em vẫn có tình trạng là vẫn diễn tiến qua COPD kỳ vậy? Đáng lý ra nếu diễn tiến qua COPD là trước nó diễn tiến luôn rồi, mà sao ngưng 10 năm nay rồi bây giờ mới bắt đầu có triệu chứng khó thở và đi khám là ra COPD. Tắc nghẽn mãn tính là do hỏi lại là trong 10 năm đó còn vẫn còn triệu chứng ho hay không, thì anh nó nói vẫn còn. Em nghĩ ơi, người bình thường nào mà có triệu chứng ho vậy là sao? Có nghĩa là cái quá trình viêm của ảnh đó, bên trong cái người bác đó, là vẫn còn, cái quá trình viêm của người bác đó, bên trong nó vẫn còn tự khuếch đại. Nên em phải kiểm soát lại cả những cái hóa chất trung gian lôi kéo bạch cầu, những cái intact leukin 8. Nó sẽ làm khuếch đại quá trình viêm hoài á. Em phải kiểm soát lại. Triệu chứng ho khạc đàm nhiều năm, sau đó là bắt đầu chuyển dần qua khó thở. Khi mà bắt đầu xuất hiện khó thở là có rối loạn chức năng hô hấp rồi đó. Tắc nghẽn đường hô hấp dẫn đến rối loạn chức năng hô hấp. Em khám phổi em đặt vô thử đi, em sẽ nghe được ra nẩm, gân gít, gân ngáy. Nếu mà trường hợp mà lâu á, nó sẽ có hội chứng giãn phế nang do chứa khí nhiều. Khi mà nó khó thở thì sao, nó sẽ gán hít thở, mà gán hít thở thì khí vô phế nang nhiều.
Em khám, em sẽ thấy lồng ngực hình thùng, mãn tính lâu ngày, ghi gào phế nang giảm, gõ lồng ngực sẽ gõ vang. Đây là hội chứng giãn phế nang. Đôi khi những người này ho, họ sẽ ra ho có máu luôn. Tại vì tình trạng giãn phế nang, những cái dịch ở trong huyết tương nó có thể thoát qua, mạch máu có thể thoát qua, gây tình trạng có thể ho có máu luôn. Rồi hai cái này thì mấy đứa coi thêm, có gì không biết thì hỏi. Khởi phát là viêm phế quản mạn, sau đó COPD, hay là khởi phát với dạng khí phế thủng, sau đó là COPD. Khởi phát đối với viêm phế quản mạn, sau đó là COPD á, là khởi phát là tình trạng ho, viêm mạn tính. Còn khởi phát với dạng khí phế thủng, sau đó là COPD, thường khởi phát lúc đầu là khó thở. Biểu hiện đợt cấp của COPD là tình trạng nặng hơn thôi, triệu chứng khó thở nhiều hơn và triệu chứng ho nhiều hơn. Tình trạng nào xuất hiện cơn đợt cấp này? Đó là khi em có những cái ổ nhiễm trùng, nhất là ổ nhiễm trùng xuất hiện ở đường hô hấp. Nhiễm trùng, viêm phế quản nhiễm trùng nè, cấp nè, hoặc là viêm phổi nhiễm trùng cấp nè, hay là tình trạng viêm họng nhiễm trùng nè, hay là viêm mũi. Dần dần, hoặc là những cái ổ nhiễm trùng ở những cái vị trí khác nó bộc lộ lên. Thì lúc này khi mà em có bất cứ một ổ nhiễm trùng nào cũng vậy, nó sẽ kích hoạt quá trình viêm. Mà kích hoạt quá trình viêm thì sao? Ở chỗ những cái phế quản, ở những cái chỗ tổn thương ở đường hô hấp mà liên quan đến COPD này nè, nó có tình trạng viêm mạn, nó sẽ lôi kéo những cái bạch cầu đến đó. Bạch cầu một phần đến cái ổ viêm hiện có, cái thứ hai là nó sẽ kéo một phần đến chỗ cái COPD đó, và nó làm COPD nó sẽ vô đợt cấp, khó thở dữ dội lên, phải nhập viện. Cận lâm sàng đo chức năng hô hấp. Đo chức năng hô hấp này lúc này em phân biệt với lại tình trạng hen phế quản á, là đo chức năng hô hấp lúc người ta đang khó thở, tại vì cái tình trạng COPD này là lúc nào cũng khó thở hết. Em sẽ đo chức năng hô hấp lúc nghe khó thở, em sẽ thấy chỉ số FEV1 trên FVC, đây theo tiêu chuẩn của Gold. FEV1 trên FVC nó sẽ bé hơn 70% là có tắc nghẽn. Ở tất cả những cái mức độ FEV1 trên FVC đều có tắc nghẽn hết. Khi nó tắc nghẽn là em mới chẩn đoán là được là có hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp thôi. Có thể là hen phế quản hoặc là COPD. Lúc này em làm gì tiếp? Em thử với lại cái test giãn phế quản á. Em coi có đáp ứng hay không. Em xịt thuốc giãn phế quản đáp ứng co thắt cơ trơn á. Ở trong trường hợp mà bị COPD thì nó cũng có sự giãn nhưng mà nó không đáng kể. Còn trong trường hợp mà hen phế quản á, em xịt thuốc giãn phế quản vô, nó sẽ sao cải thiện trên 12%. Là lúc này em nghiêng về trường hợp hen. Còn nếu mà em xịt vô xong, đó FEV1 lần sau khi xịt thuốc á, nó không cải thiện. Là tình trạng tắc nghẽn mạn tính. Đo chức năng hô hấp, X quang ngực ở đây để loại trừ các bệnh hô hấp khác thôi. Với lại em sẽ thấy cái hình phổi, nếu mà nó chứa khí thì nó sẽ đen nhiều hơn. CT scan. FEV1 lớn hơn bằng 80% chỉ số lý thuyết, tắc nghẽn mức độ nhẹ. FEV1 mà từ 50 đến 80, nó tắc nghẽn mức độ trung bình. Bé hơn 50 trên 30 mức độ nặng. Còn bé hơn 30 là rất nặng. Còn từ bé FEV1 bé hơn 50 mà kèm theo suy hô hấp mạn là tình trạng rất nặng. Tiên lượng và điều trị. Tiên lượng nó sẽ dựa vào FEV1 và chỉ số phân áp CO2 động mạch. Nè. FEV1 thể tích thở ra gắng sức trong một giây đầu tiên mà bé hơn 1 lít, hay là phân áp oxy động mạch bé hơn 60 mm thủy ngân, hoặc phân áp CO2 động mạch lớn hơn 46 thì triệu chứng, hoặc là có triệu chứng tâm phế mạn suy tim do bệnh lý ở phổi, đây là suy tim phải, là tiên lượng nặng, khả năng tử vong cao. Tiến triển từ lúc mà khó thở đến khi xuất hiện bệnh lý tim á, thì khoảng 6 đến 10 năm. Nhưng mà từ lúc có triệu chứng khó thở nó mà có xuất hiện đợt cấp đầu tiên, thì từ lúc nó là khoảng 70% bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 2 năm. Có nghĩa là chỉ có khoảng 30% bệnh nhân có thể sống qua được năm thứ ba thôi. Năm thứ ba, năm thứ tư. Càng nhiều đợt cấp thì cái khả năng sống sót nó sẽ ngày càng giảm lại. Cái thời gian sống nó sẽ càng giảm lại. Nên tốt nhất là em phải kiểm soát, tránh trường hợp có những cái ổ nhiễm trùng, tránh trường hợp COPD tái phát, tới lui phải giảm lại. Kiểm soát môi trường xung quanh. Và chẩn đoán xác định COPD dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng hô hấp ký. Coi mức độ như thế nào, nặng nhẹ trung bình dựa vào FEV1 phân độ theo tiêu chuẩn của Gold. Nguyên nhân là gì, biến chứng có hay chưa? Nguyên nhân này là nó thuộc ở bên cái nhóm mà khí phế thủng do thiếu alpha 1 antitrypsin, hay là tình trạng viêm phế quản mạn nó gây biến đổi cấu trúc rồi đó, hay là tình trạng của hen lâu ngày nó cũng là biến đổi cấu trúc.
có biến chứng hay chưa? Biến chứng suy tim phải, biến chứng tràn khí, tại vì hít thở nhiều vô, nhất là vô những cái đợt cấp á, nó sẽ làm cho khí vô nhiều, nó làm vỡ phế nang ra, tràn khí màng phổi, tràn khí màng ti, tràn khí màng phổi, tràn khí màng trung phát trung thấp, suy hô hấp. Cái biến chứng mà em sẽ thấy nhiều lai gai á, ít nhưng mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống nhiều lắm, đó là tràn khí ở chung, tràn khí màng phổi. Còn mà cái biến chứng mà có khả năng gây bệnh nhân tử vong rất là cao, đó chính là suy hô hấp. Điều trị, mục tiêu điều trị em thấy nè, chích ngừa cúm, tại vì những cái trường hợp này là em bắt buộc phải phòng ngừa những cái tình trạng nhiễm trùng cho người ta, tình trạng nhiễm khuẩn trùng hoặc nhiễm khuẩn, miễn có tình trạng viêm em phải kiểm soát. Mục tiêu điều trị là cái gì? Thuốc điều trị bằng thuốc và điều trị không dùng thuốc. Mục tiêu điều trị là hạn chế đợt cấp và biến chứng của COPD, phải hạn chế đợt cấp và hạn chế biến chứng của COPD, không cho bệnh COPD diễn tiến nhiều hơn. Giảm triệu chứng ở mức tốt nhất có thể đạt được, em giảm triệu chứng khó thở ở mức tốt nhất có thể đạt được bằng cách gì? Làm sao cho đường thở mình thông thoáng, tránh trường hợp mà sưng nề viêm nhiễm ở đường hô hấp, tránh trường hợp viêm ở những cái phế quản, và đồng thời em có thể sử dụng những cái bài mà tập hô hấp á. Bên phục hồi chức năng á, nó sẽ có những bài tập về hô hấp để cải thiện cái khả năng lấy oxy, để cải thiện chất lượng cuộc sống. Và đồng thời giảm triệu chứng ở đây là cái tình trạng gì mà nó gây bệnh nhân khó thở, gây bệnh nhân ho, đó chính là tình trạng viêm. Nên em phải giảm những cái triệu chứng viêm tốt nhất có thể. Giáo dục cho bệnh nhân về kiến thức bệnh COPD này là kêu bệnh nhân, thứ nhất là nó, nếu mà mình để nó tái phát hoài tới lui thì cái khả năng diễn tiến bệnh nó sẽ nhiều hơn. Còn nếu mà bác kiểm soát tốt, đừng có để cho cái tình trạng viêm nhiễm tái phát, giữ vệ sinh mũi miệng, giữ cái vệ sinh môi trường xung quanh, thì nó sẽ, và hạn chế đừng có hút thuốc lá, đừng có tiếp xúc với những cái khói bụi gì nữa, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đó, bệnh nhân, cái tuổi thọ của mình được kéo dài hơn, chất lượng cuộc sống của mình tốt hơn, đảm bảo chất lượng cuộc sống, ăn uống, nghỉ ngơi, hoạt động thể lực. Những cái thuốc điều trị COPD ở đây người ta thấy em sẽ sử dụng kháng viêm là nó sẽ giảm triệu chứng ho và khó thở, nó giảm tình trạng viêm và nó hạn chế đưa vô biến đổi cấu trúc nhiều hơn, sẽ sử dụng kháng viêm. Và người ta nhận thấy là trong trường hợp viêm á, là nó có sự đáp ứng của co thắt cơ trơn nhưng mà cũng không có nhiều, nhưng mà khi họ sử dụng hai cái này phối hợp nè thì họ thấy cái người mà bị COPD đó họ sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều, nên sau này là thuốc xịt của họ là có cả hai cái này phối hợp điều trị COPD, giống hen quá ha, trong điều trị hen cũng là hai cái này phối hợp. Các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, dạng hít có hiệu quả và tiện dụng hơn, em dùng dạng hít. Trong trường hợp mà hen phế quản á, mà em sử dụng hai cái này phối hợp mà em xịt đó, là trong những cái đợt mà hen kiểm soát một phần trở đi mình mới xịt mấy cái này này, còn trong trường hen mà còn kiểm soát được mình chỉ xịt thuốc cắt cơn thôi. Các thuốc giãn phế quản thường dùng nè, đồng vặn beta hay giao cảm, những cái anticholinergic tác động lên những cái chống lại những cái thụ thể phó giao cảm. Corticoid sử dụng thường dạng hít, hạn chế sử dụng đường toàn thân, khi nào mà nặng bệnh nhân vô cái tình trạng rất là nặng rồi em có thể sử dụng đường toàn thân, nhưng mà nó cũng không cải thiện được nhiều hết đó. Kháng sinh nếu mà có tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, đó là lý do tại sao người ta nói bên ngoài đó, nếu mình đang ở nhà, người nhà mình mà có bệnh lý nền, có những cái bệnh lý nền suy thận, suy tim hoặc bệnh lý ở đường hô hấp, thì khi có những cái ổ nhiễm trùng là em phải điều trị ở ngoài cũng được, mà em phải điều trị cho đúng. Muốn điều trị cho đúng thì thứ nhất là phải chẩn đoán đúng, rồi dùng sử dụng kháng sinh cho đúng. Tại vì nếu không nó sẽ làm bệnh nền nó nặng hơn, mà nó cứ tới lui thì khả năng chất lượng cuộc sống sẽ đi xuống. Những cái thuốc mà ức chế cái quá trình oxy hóa nè, em đọc về cái bài một hơi nó sẽ có nói ở phần trên, đó là stress oxy hóa, nó sẽ tự khuếch đại quá trình oxy hóa bởi những cái tạc leukin. Lúc này em có thể sử dụng một số thuốc để chống chống cái quá trình oxy hóa này. Nhưng cái quá trình stress oxy hóa này nè, nó chỉ là khuyến cáo ở cái mức trung bình thôi, chứ không phải là khuyến cáo ở mức cao. Chưa có bằng chứng tốt nhất để chứng minh là em có sử dụng thuốc chống oxy hóa thì COPD của em cải thiện nhiều hơn. Chưa thấy. Nhưng mà nó cũng thấy là có giảm được đợt cấp thôi. Nó chưa có biết là có thật sự tốt nhiều hay không, thì chưa có khuyến cáo tối ưu nhất. Thay đổi độ nhầy của đờm, làm loãng đờm ra cho người ta dễ khạc. Phòng ngừa cúm. Đây là cái phác đồ điều trị của Gold. Cái Gold này là quản lý bệnh phổi,
tắc nghẽn mạng tính theo cái hiệp hội toàn cầu á. Ở đây là ở trước nó có ghi phân ra cái giải thích ra cái tên đó. Cái này là 2006 nhỏ ơi, bây giờ là 2021 rồi, cập nhật cái bản mới nhất nha. Cái này lấy theo trong sách, cái để theo trong sách vậy luôn à. Mấy em cập nhật bản mới nhất nha. Cái bản mới nhất nó cũng dựa trên nền tảng phát huy những cái cũ, nhưng mà vui lòng cập nhật mới nhất đi, tại vì đôi khi nó sẽ sử dụng những cái thuốc mới, nó sử dụng những cái thuốc mới làm cải thiện luôn cả những cái sợi sơ nó rồi sao. Nên em, hoặc là cải thiện luôn cả những cái quá trình phì đại của những cái tế bào cơ trơn rồi sao. Ở đây là có phân 4 bước hồi nãy đó. Lúc nào em thấy trong cái 4 giai đoạn này lúc nào cũng có chích ngừa cúm hết đó. Những người này suy giảm miễn dịch nè, những người mà bị COPD này nè, cái quá trình thiếu oxy, cái quá trình hít thở thiếu oxy á, nên nó sẽ làm cho những cái tế bào miễn dịch của em, nó khi mà nó hoạt động á cũng không có đủ oxy để mà nó hoạt động mạnh nữa. Nên hệ miễn dịch của họ đáp ứng rất là kém, họ dễ bị nhiễm khuẩn, dễ bị nhiễm trùng này kia lắm. Nên có thể là phòng ngừa để tránh những cái đợt kịch phát COPD, chích ngừa cúm hàng năm. Sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn khi cần, xịt cắt cơn. Ở đối với trường hợp COPD nhẹ là FEV1 trên FVC bé 70, FEV1 lớn hơn 80%. Còn ở mức độ trung bình này thì nó sẽ hai cái này phối hợp. Ở mức độ nặng hơn ba cái này phối hợp. Lúc này là em sử dụng corticoid hết nè. Còn mức rất là nặng luôn, FEV1 trên bé hơn 30%, hoặc là FEV1 bé hơn 50% nhưng mà có kèm theo suy hô hấp mạng tính. Em coi phân áp khí máu động mạch á, cái phân áp oxy nó thấp mà nó mà có tình trạng tím đó. Cái tình trạng môi nó tím thường xuyên như vậy, cái móng nó loạn dưỡng đi. Tình trạng suy hô hấp mạng tính, giảm tưới oxy, giảm trao đổi oxy. Phối hợp ba cái này, bốn cái này luôn. Thở oxy dài hạn, thở liên tục luôn. Có khi nào người ta đang khó thở thì để cái mặt nạ vô, tới hồi đi dễ thở hơn thì gỡ mặt nạ ra. Những người này rất nặng này, em không hoạt động thể lực, hầu như cho người ta ngồi nghỉ ngơi luôn. Tại vì họ mà hoạt động thể lực lên là em sẽ thấy CO2 nó sẽ tăng lên, nó kích thích hô hấp rất là nhiều, mà họ hô hấp họ đâu có trao đổi được mạnh đâu, nên rất là khó chịu. Đôi khi là phải nghỉ ngơi tại chỗ, cần phẫu thuật nếu mà được, ghép phổi. Trời, cái phần COPD đây hết rồi, điều trị thuốc không dùng thuốc gì đó. Cái viêm khớp dạng thấp làm luôn. Ủa bữa trước mấy em học bài nói chưa? Quên mất tiêu rồi. Tại có lớp học rồi, có lớp chưa. Ok, chưa thì mình vô. Viêm khớp dạng thấp, đây là bệnh lý liên quan đến bệnh tự miễn và liên quan đến miễn dịch đặc hiệu. Nó sẽ có yếu tố di truyền. Viêm khớp dạng thấp là tổn thương tại khớp nè. Viêm khớp dạng thấp rheumatoid arthritis là bệnh tự miễn hệ thống gây viêm khớp mạn tính ở người lớn. Biểu hiện bằng viêm khớp không, viêm không đặc hiệu tại khớp, tại màng hoạt dịch này nè, cụ thể nó là màng hoạt dịch của nhiều khớp, diễn biến kéo dài, tăng dần, dính và biến dạng khớp. Em để lâu á nó sẽ làm dính, cái hậu quả cuối cùng á, em thấy chữ viêm mạn không? Hiện tượng đây là bệnh tự miễn và viêm mạn tính ở những cái bao hoạt dịch. Viêm không hoạt dịch, viêm không đặc hiệu cái màng hoạt dịch. Bệnh tự miễn. Vậy theo em bệnh tự miễn do miễn dịch của mình sinh ra kháng thể này, em có lội được không? Hiện tại cái mà di truyền học á nó chưa có phát triển mạnh, nên cái tình trạng mà tham biến đổi điều chỉnh những cái gen này nè để nhận diện đúng lẽ thì họ chưa làm được, nên bệnh nó sẽ dễ tái phát hoài. Điều trị không được ngoại trừ em kiềm lại bằng cách là kiềm cái quá trình viêm này lại nè. Chút xíu mình sẽ nói đến cái hướng điều trị dựa theo cái cơ chế của nó. Viêm không đặc hiệu của màng hoạt dịch này của nhiều khớp, diễn biến kéo dài, tăng dần và dính và biến dạng khớp. Cái khớp của mình mục đích để làm gì? Cái khớp của mình mục đích là để cho những cái xương á, khi mà nó cử động á, nó sẽ không bị ma sát với nhau, nó tránh cái tổn thương ở hai cái đầu xương đó. Nên khi mà em có hiện tượng là cái bao hoạt dịch này nè nó trở nên viêm, những cái dịch gồ tin dính, thì nó sẽ làm cho giảm cái lượng dịch nhờn ở đây, tăng cái sự dính ở đây, khớp em sẽ bị bất động. Mà khớp bất động thì gọi là đưa đến tình huống đó là tàn phế á.
Cái nguyên nhân gây ra là ở đây là bệnh viêm khớp dạng thấp liên quan đến bệnh lý tự miễn. Yếu tố di truyền, người ta thấy là có kháng nguyên bề mặt HLA-DRB1, HLA-DR1 và HLA-DR4. Mấy cái này nó sẽ quyết định đến cái tình trạng viêm khớp dạng thấp. Cái viêm khớp dạng thấp này xuất hiện ở những người nữ thường gặp. Và cái lứa tuổi khởi phát là thường 22 đến 25 đến 55 tuổi. Tác nhân khởi phát chưa xác định được cụ thể tác nhân nào mà hình thành nên cái tình trạng miễn dịch này. Là cơ chế nó vậy nè. Do trong cơ thể người này có những cái kháng nguyên, nếu mà xuất hiện cái kháng nguyên lạ này nè, nó nhận diện cái kháng nguyên bề mặt này là vật lạ đối với cơ thể. Mới đầu vô là em biết là miễn dịch đặc hiệu, mới đầu em có cơ miễn dịch chống lại nó liền không? Không. Mới đầu em đâu có những sinh ra cái miễn dịch đáp ứng để mà chống lại cái vật nó đâu. Em phải có tiếp xúc với cái vật nó mới tạo ra cái miễn dịch đáp ứng. Cái tác nhân gây bệnh cụ thể cái này người ta không biết là cái gì mà làm kích thích cơ thể sản sinh ra IgG này. Cụ thể là cái nào người ta không biết. Tác nhân gây bệnh virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hay là nấm mốc hay là bụi cái gì ta không biết. Nhưng mà khi nó xâm nhập vô cơ thể, người mà có cơ địa liên quan đến bệnh viêm khớp dạng thấp á, lúc này cơ thể họ sinh ra một cái loại kháng thể IgG. Cái IgG này nó hình thành và cái yếu tố di truyền này nè, đáng lý ra đây là kháng thể IgG, yếu tố di truyền này nó nói ừ không phải mày là vật lạ, nó nhận diện cái IgG nó là vật lạ, nó sẽ chính cái kháng nguyên này nó sẽ kích thích miễn dịch mình sinh ra một loại kháng thể mới, và lúc này kháng thể mới sinh ra đó chính là IgM. IgM này người ta còn gọi là gì, tự kháng thể, tại vì cái này nè nó sẽ chống lại chính IgG trên này nè, cái này gọi là tự kháng thể. Hay cái này người ta còn gọi nữa đó là yếu tố thấp, tại vì đây là trong bệnh viêm khớp dạng thấp nó gọi là yếu tố thấp. Cái IgM này nó sẽ gắn kết với IgG này tạo ra phức hợp miễn dịch. IgG này là trở thành kháng nguyên này nha, có cuộc đáng lý ra kháng thể trong cơ thể mà nó giờ trở thành kháng nguyên, tại vì nó kích thích hệ miễn dịch của mình sinh ra một loại kháng thể mới. Chính hai cái này ngưng kết với nhau và nó tạo ra phức hợp miễn dịch. Cái phức hợp miễn dịch này nó gắn kết với nhau và nó đi đến chỗ cái màng hoạt dịch đó. Nó có ái tính với cái màng hoạt dịch ở đây. Khi nó bám dính vô, nó sẽ lôi kéo bạch cầu đến, lôi kéo đại thực bào đến. Và chính bạch cầu và đại thực bào nó gắn kết vô đây sao? Nó sẽ gây ra bổ thể nữa. Nó phải phá hủy, gây ra tình trạng viêm ở đây nè. Nó thực bào gây ra kích hoạt, gây ra tình trạng viêm ở những cái bao hoạt dịch đó. Đó là tại sao viêm không đặc hiệu á. Lúc này ở cái bao hoạt dịch này không phải chính là cái loại kháng nguyên mà nó kích thích cơ thể mình sinh ra miễn dịch chống lại nó, không phải. Cái bao hoạt dịch này không phải, mà ở đây nó sẽ là do cái phức hợp miễn dịch nó di chuyển và nó có ái tính dính với lại cái bao hoạt dịch này nè, nên khi đến đây nó dính lại, nó kích hoạt cái bạch cầu đến đây thực bào, những cái bạch cầu đa nhân trung tính hoặc là những cái đại thực bào đều là những cái miễn dịch không đặc hiệu. Bây giờ cái phức hợp miễn dịch này em sẽ thấy sao? Phức hợp miễn dịch này khi nó tạo thành á, bình thường là nó sẽ di chuyển ở trong máu. Di chuyển ở trong máu, nó di chuyển trong máu đến những cái nơi nào mạch máu đường kính nhỏ và tốc độ máu chảy chậm thì nó dễ bám dính qua hai bên. Đến đây lúc này nó sẽ dễ di chuyển về đến những cái vùng ở những cái mạch máu ngoại vi. Em thấy mạch máu ngoại vi ở mạch máu tứ chi nè và những cái mạch máu ở mắt nè, ở tim nè, ở não, ở thận nè là những mạch máu nhỏ. Phức hợp miễn dịch này nó sẽ đi đến những cái vùng có đường kính nhỏ và tốc độ máu chảy chậm, nó dễ bị bám dính qua hai bên. Ở đây là nó có ái tính với những cái bao khớp này. Khi nào mà nó bám dính qua hai bên thì sao? Nó sẽ lôi kéo bạch cầu, nó bám dính vào, nó lôi kéo bạch cầu đến thực bào. Đặc điểm của bệnh viêm khớp dạng thấp á, thứ nhất em sẽ thấy tổn thương ở những cái khớp vừa và nhỏ. Tổn thương ở những cái khớp vừa và nhỏ. Tại vì ở những nơi này là những cái mạch máu nó nhỏ ở ngoại vi này nè, nó dễ đi chậm lại và nó dễ bám vô những bao hoạt dịch này. Em sẽ thấy bị tổn thương trong viêm khớp dạng thấp này nè, tổn thương khớp vừa và nhỏ, khớp ngón xa, khớp ngón gằn, khớp bàn ngón hay là những cái khớp cổ tay hay là khớp khuỷu. Ở bàn chân cũng vậy, nó sẽ khớp ngón chân, khớp ngón xa, khớp ngón gằn, khớp bàn ngón, khớp cổ chân và khớp gối. Còn những cái khớp mà bự hơn ở những nơi đó có những cái mạch máu lớn
tốc độ máu chảy nhanh, nó sẽ không có tình trạng tổn thương ở những cái nơi đó, ít gặp lắm. Ví dụ như là chỗ khớp háng hay là chỗ vùng khớp cánh tay hoặc là những cái khớp dọc cột sống á, em sẽ thấy hầu như ít bị lắm. Đặc điểm của viêm khớp dạng thấp, viêm những cái khớp vừa và nhỏ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ có tính đối xứng. Ủa tại sao có tính đối xứng? Em thấy nó đi theo dòng máu không? Nó đi theo dòng máu á, nên nó sẽ đi qua có thể hai bên luôn. Đối xứng ở đây là mình sẽ lấy con người mình tách ra làm hai phần, bên phải và bên trái nha. Mình sẽ tách qua hai bên. Cái ở bên, nếu mà bên này nó bị tổn thương ngón trỏ đi, bên này tổn thương ngón út đi, bên trái này tổn thương ngón út nè, bên phải tổn thương ngón trỏ nè, mà hai cái này cùng đặc điểm tình trạng viêm khớp giống nhau thì lúc này là mình nói nó có tính đối xứng, chứ không có cần em bắt buộc là bên này ngón trỏ là bên này phải là ngón trỏ luôn mới được, không có. Và cái thời điểm nó xuất hiện có thể không cùng lúc nhưng mà trong khoảng thời gian gần gần nhau. Mới đầu là khởi phát có thể là một ngón bên này ngón trỏ, sau đó là bên này nó khởi phát ngón danh, nhưng mà cuối cùng á, diễn tiến ngày càng về sau á, là tất cả hai bên đều bị hết. Đặc điểm của những cái vấn đề mà đối xứng đó là đặc điểm nó viêm nó phải giống nhau, tổn thương nó phải giống nhau, đặc điểm của tình trạng viêm khớp ở đó, đặc điểm của tổn thương ở khớp nó phải giống nhau thì em mới nói nó là cùng một bệnh lý được, thì em mới so sánh à là nó đối xứng được. Thứ nhất là tổn thương ở những cái khớp vừa và nhỏ, cái thứ hai đó là sẽ có tính chất đối xứng. Cái thứ ba của đặc điểm viêm khớp dạng thấp là gì? Đó là em sẽ thấy nó dịch viêm, đây là tình trạng viêm mãn tính, thì buổi tối nó sao? Nó sẽ viêm nhiều hơn và ban ngày của nó sẽ có hiện tượng cứng khớp. Cái tình trạng mà thoái hóa khớp á, nó cũng sẽ cứng khớp luôn. Thoái hóa khớp em sẽ thường thấy ở những cái khớp nào mà chịu lực. Ví dụ như nếu mà em đứng thường xuyên thì em sẽ bị ở khớp gối nè, khớp gót nè, ở gót chân nè, ở khớp gối bị thoái hóa ở gót chân, ở những cái gót chân nè. Còn em đánh nhiều, em sử dụng tay, em đánh máy hay là em khiêng vác, em cuốc này kia đó, em cuốc, em sử dụng bàn tay nhiều á, thì nó có xu hướng là thoái hóa những cái đốt ở ngón tay. Còn trong trường hợp mà em khiêng vác nặng, nó có thể thoái hóa khớp vai hoặc là khớp ở cột sống, thắt lưng em bị thoái hóa, vân vân. Trong trường hợp mà viêm khớp á nha, có tình trạng viêm thì nó sẽ gây cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ, là cứng khớp buổi sáng em phải cử động. Cử động nó khoảng hơn 1 tiếng sau đó, nó mới sự cử động lại được bình thường, là trong trường hợp viêm dính khớp này vô viêm. Còn nếu mà buổi sáng đó em bị cứng khớp, em cử động chút xíu 30 phút đảo lại thôi. Ví dụ em mới cử động có 10 phút, 15 phút mà nó trở về bình thường rồi là nó nghiêng về tình trạng của thoái hóa. Đặc điểm ở đây thứ nhất là viêm những cái khớp vừa và nhỏ, cái thứ hai là có tính chất đối xứng, thứ ba nó là có hiện tượng cứng khớp buổi sáng trên 1 giờ. Cái biểu hiện viêm khớp tại dạng thấp đây nè, nó biểu hiện tại chỗ, nó có biểu hiện toàn thân hay không? Tại chỗ là tổn thương ở đây sẽ là bao hoạt dịch nha, màng hoạt dịch này nè. Nó có tổn thương toàn thân hay không? Có. Tổn thương toàn thân do thứ nhất là do tình trạng ở khớp nó thì có gì sưng nóng đỏ đau và những có hiện tượng dính khớp. Còn biểu hiện toàn thân á là nó sẽ có biểu hiện của hậu quả viêm này nè. Mà viêm mãn tính thì bệnh nhân sẽ không có sốt cao, trừ khi nào đợt cấp trên nền mạng á. Ví dụ người này có bệnh nền viêm khớp dạng thấp mà bệnh này đang bị viêm họng thì nó sẽ bùng phát lên đợt của viêm khớp dạng thấp này. Còn bình thường nó sẽ là những cái đợt viêm mãn tính, em sẽ thấy không sưng nóng đỏ gỏ mà chủ yếu là đau, đau và dính khớp từ từ. Còn vô đợt cấp thì là sưng nóng đỏ đau. Cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ có tính đối xứng, viêm những khớp vừa và nhỏ. Còn biểu hiện toàn thân của viêm này là gì? Bệnh nhân biểu hiện toàn thân của viêm mà mãn tính á, là bệnh nhân sẽ chán ăn mệt mỏi. Bệnh nhân sẽ chán ăn mệt mỏi lừ đừ là do yếu tố hoại tử u á, TNF á, nó cứ được tiết ra, nó sẽ làm cho bệnh nhân tăng cường sử dụng năng lượng. Trong quá trình viêm là bình thường nó tăng cường sử dụng năng lượng rồi. Và TNF alpha thì nó tăng cường tăng tạo đường đưa ra ngoài để gì á. Thêm một cái nữa là nó sẽ ức chế của trung tâm thèm ăn. Nó làm người ta chán ăn lắm, mặc dù người này đang cần năng lượng nhưng nó vẫn chán ăn. Biểu hiện kế tiếp nữa là nó biểu hiện toàn thân lên nghe, một là do tình trạng viêm, cái thứ hai biểu hiện toàn thân là do sự lắng đọng của những phức hợp miễn dịch ở những cái cơ quan ngoại vi á.
Em thấy lắng đọng phức hợp miễn dịch ở những cơ quan ngoại vi, tại vì nó trôi theo dòng máu đi mà. Ở thận những cái mạch máu nó rất là nhỏ, em thấy. Nhưng mà cái tốc độ nó chảy nhanh, ở tim tốc độ cũng chảy nhanh vậy. Ở tim ít có thấy tình trạng mà tổn thương viêm không đặc hiệu ở tim lắm, do phức hợp miễn dịch này. Mà em sẽ thấy ở thận là do bình thường ở thận á, nó sẽ có lực lọc, nó có lực áp lực thủy tĩnh đẩy, những cái áp suất thủy tĩnh đẩy để cho lọc nước, tạo nước tiểu. Mà bây giờ khi mà những cái phức hợp miễn dịch nó trôi theo dòng máu á, nó được đẩy xuống, nó đẩy xuống nhưng mà nó không qua được cái lỗ lọc em, tại vì cái lỗ lọc nó là 7 thôi, kích cỡ nó khoảng 7 nanomet thôi. Còn phức hợp miễn dịch nó là hai immunoglobulin kích cỡ rất là bự. Em vừa đẩy lên nó sẽ không qua được cái lỗ lọc mà nó sẽ bám lên những cái tế bào nội mạc. Lúc này nó sẽ lôi kéo bạch cầu đến thực bào những cái tế bào nội mạc đó. Nó sẽ gây ra viêm ở cầu thận và lâu dần nó sẽ dẫn đến những cái bệnh lý ở thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận. Nên những người nào mà có bệnh lý tự miễn mà liên quan phức hợp miễn dịch đó là cần theo dõi chức năng thận luôn. Tổn thương màng hoạt dịch nè, tiết ra những cái cytokine, nó sẽ gây thay đổi cái độ nhớt trong này, giảm cái sự tạo độ nhớt và đồng thời nó có sự phá hủy em biết bài viêm rồi, nó sẽ tiết ra những men protease, chính những cái men protease này nó sẽ phá hủy những cái phần sụn này. Và đồng thời nó sẽ phá hủy những cái thành phần đầu xương này luôn. Em sẽ thấy cái tổn thương, hình ảnh tổn thương ở hai cái đầu xương của khớp đó, là nó sẽ có hình ảnh bào mòn xương, hình ảnh đục những cái hốc trong xương và hình ảnh gì, những cái màng bao hoạt dịch này nè, nó sẽ phát triển những cái mô sợi, cái mô sợi này nó sẽ đục thủng vô những cái xương bám như đây. Dịch ở đây đã giảm cái dịch nhờn rồi mà bây giờ nó tăng cái độ dính và tăng cái độ bám của những cái bao hoạt dịch này vô cứng nhắc luôn, nên nó làm cho cái khớp em bị cứng. Cái chỗ mô sơ này, những cái sợi này nó sẽ phát triển ngày càng dày lên bởi yếu tố tăng trưởng. Yếu tố tăng trưởng nó làm phát triển dày lên, sau đó là nó hình thành những cái hạt. Hạt này nó đổi cái lớp da lên. Người ta gọi những cái hạt này là hạt dưới da trong viêm khớp dạng thấp. Khắp khớp khác, viêm khớp dạng thấp khác nha. Khi này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó là có cái hạt á. Em thử em lúc lắc cái hạt nó coi. Nó sẽ không di chuyển được. Tại vì nó bám ở dưới cái bao hoạt dịch này rồi. Thứ nhất là không di chuyển. Cái thứ hai là không đau. Thứ ba là nó chắc, cứng. Tại khớp và ngoài khớp toàn thân nè, khởi phát bằng viêm ở một khớp, những cái khớp vừa và nhỏ. Em thấy cái giai đoạn toàn phát là đặc điểm cũng giống nãy giờ mình mô tả, lúc này nó viêm nhiều khớp hơn thôi. Vị trí khớp là những khớp vừa và nhỏ, tính chất viêm là đối xứng, sưng đau ít khi nóng đỏ là trong trường hợp nó đang mạn tính thôi, còn nếu mà đợt cấp trên nền mạn thì nó sẽ sưng nóng đỏ đau. Đau tăng nhiều về đêm gần sáng. Trong ban đêm quá trình viêm nó sẽ bùng phát lên bởi cortisol kháng viêm nội sinh nó giảm. Vận động khó, cứng khớp buổi sáng, cứng khớp trên 1 giờ. Diễn biến tiến triển tăng và nặng dần, dính nó dẫn đến hậu quả là dính và biến dạng khớp. Biểu hiện toàn thân, biểu hiện của quá trình viêm. Biểu hiện của tình trạng hạt dưới da trên xương trụ hoặc là hạt dưới da ở những cái khớp mà nó đang bị viêm á, em sẽ thấy nó đặc điểm là gì? Chắc, không đau, không di động. Ban đỏ quanh bàn gan bàn chân lòng bàn tay là do tình trạng viêm á, nó là gây xuất huyết á. Loét vô khuẩn. Đây. Cái tình trạng viêm nó tổn thương ở đây. Nên nó làm cho nếu mà cái động mạch đó thì cái sự tưới máu ở cái đoạn phía sau này, phía ngọn này nè, nó sẽ bị giảm tưới máu. Nó do nó chèn ép những cái động mạch mà và chèn ép thần kinh. Ví dụ như ở tay đi, ở cái phần cổ tay này mà bị thì những cái phần ở phía ngọn này nó sẽ bị ảnh hưởng, giảm tưới máu và giảm thần kinh. Giảm cái sự dẫn truyền thần kinh. Còn nếu mà nói đi ngược về á thì những cái nếu mà đi ngược về mà gây tắc, nói tắc tĩnh mạch đó là những cái đoạn ở phía trước này, đoạn phía ngọn này nè, nó không đi về được thì nó tắc thôi. Bây giờ mình nói đến động mạch thôi. Động mạch ở đây em sẽ có hiện tượng gì, máu không đi ra ngoài đầy đường, nó dẫn đến tình trạng đó là hoại tử vô khuẩn có thể xảy ra. Những người mà biến dạng nặng á, nó chèn ép những cái mạch máu á, ở đoạn này có thể hoại tử vô khuẩn những cái đoạn ngọn này nè. Tùy cái nơi nào mà mạch máu bị ép xẹp á, cơ này của em sẽ bị teo. Có ba lý do gây teo: một là không vận động, hạn chế vận động, cái thứ hai đó là không được máu nuôi dưỡng, thứ ba là không được thần kinh nuôi dưỡng.
Ờ, mấy cái này mấy đứa coi thêm, phân tích thêm nha. Để mà chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp, thứ nhất là em chẩn đoán viêm. Em thấy bệnh nhân có tình trạng là đau nhức những cái khớp này kia, em coi có bị viêm hay không. Em xét nghiệm công thức máu và em xét nghiệm công thức máu và VS tốc độ lắng máu để coi coi có tình trạng viêm hay không. Đây em xét nghiệm tăng tốc độ lắng máu, công thức máu, phản ứng protein C này cũng giống như VS nó, nhưng mà nó nhạy hơn VS, nó cho kết quả sớm hơn thôi. Trong những trường hợp viêm mới sớm, viêm khớp dạng thấp, đầu tiên em chứng minh có viêm rồi, cái thứ hai em chứng minh ở tại khớp bị tổn thương. Ở tại khớp tổn thương này em có thể chụp X-quang cho thấy hình ảnh tổn thương đặc trưng ở hai cái đầu xương ngay tại chỗ cái khớp đó. Nó có hình ảnh bào mòn xương. Đây, có hình ảnh loãng đầu xương, hình ảnh bào mòn xương, hóc ở trong cái đầu xương đó, hay khe khớp hẹp dính vào biến dạng khớp. Để mà chẩn đoán nữa, vì trong viêm khớp dạng thấp á là có cái thành phần nào mà trong viêm khớp khác không có, đó chính là yếu tố thấp. Thì lúc này họ sẽ sử dụng phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể, phản ứng Waller-Gross để mà định danh, định để mà định tính. Định tính là có yếu tố thấp trong nó. Nhưng mà có cái vấn đề, có phải trong cơ thể em có yếu tố thấp nha, là ngay cái vị trí khớp em đau, giả sử em đau đang bị đau cái ngón trỏ bàn tay phải đi. Mặc dù em có yếu tố thấp xét nghiệm ra phản ứng Waller-Gross dương tính, có yếu tố thấp. Bây giờ em bị đau cái ngón trỏ này nè. Có phải lúc này là cái ngón trỏ này của em là do cái yếu tố thấp nó gây ra không? Chắc không. Nhiều khi cái viêm này của em là do chấn thương, hoặc là viêm của này của em ở khớp này là do nhiễm trùng, hoặc là tình trạng viêm ở khớp này của em là tình trạng thoái hóa mà đợt cấp của thoái hóa. Nó đang bị thoái hóa mà em kích hoạt, em hoạt động nó mạnh hơn, đôi khi nó gây tình trạng viêm ở đây. Nên chưa chắc em lấy ở trong máu đó là em nói cái tình trạng đang tổn thương ở khớp này nè là chắc chắn là của tình trạng viêm khớp dạng thấp gây ra ở đây. Nên lúc này em sẽ có gì, nếu mà để chẩn đoán chính xác hơn thì cái khớp em mà sưng to đó thì em sẽ lấy dịch ở trong khớp nó em xét nghiệm. Đây, nếu mà khớp sưng to em lấy dịch trong khớp em xét nghiệm, thấy à có phản ứng Waller-Gross dương tính là có phức hợp miễn dịch ở trong, có cái yếu tố thấp ở trong đó. Cái yếu tố thấp này em thấy là à có trong đó, nhưng mà có cái vấn đề sao, cái dịch khớp của em không có nhiều, những cái khớp nhỏ ở phía xa đó, nó viêm nó sưng lên, cái dịch nó không có nhiều nên em lấy nó sẽ khó hơn. Còn cái mà sinh thiết màng dịch khi nào tất cả sinh thiết màng hoặc dịch khi nào những cái phía trên cận lâm sàng ở phía trên làm không được á, không có ra kết quả đó, thì lúc này em mới sinh thiết màng hoặc dịch thôi, làm giải phẫu bệnh coi nó có tổn thương theo hình ảnh điển hình hay không, tăng sinh các hình lông của màng hoặc dịch nè, tăng sinh liên bào phủ hình lông nè, hủy hoại dạng tơ huyết, hoại tử dạng tơ huyết nè, nhiều mạch máu tăng tạo như tế bào viêm, tổn thương viêm đó. Ở đây người ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn chẩn đoán để coi cái tổn thương cái khớp ngay vị trí đó là đang diễn tiến của bệnh lý viêm khớp dạng thấp. Em phải thỏa mãn, bây giờ nhắc đến cái tiêu chuẩn chẩn đoán viêm khớp dạng thấp rồi nói ra cái hướng điều trị thì mình sẽ biết được. Thứ nhất, 4 5 cái em sẽ có 7 tiêu chuẩn chẩn đoán. 4 7 tiêu chí chứ không phải 7 tiêu chuẩn, 7 tiêu chí. 5 cái tiêu chí đầu tiên này là liên quan đến lâm sàng, hai cái tiêu chí phía sau này là cận lâm sàng. Cái dòng cuối này em có nói cái gì nữa? Các triệu chứng từ 1 đến 4 đây nè. Phải thực hiện diện liên tục lớn hơn bằng 6 tuần. Có nghĩa là nó hiện diện liên tục luôn. Cái triệu chứng nó, cơ quan nó, chỗ nó bị tổn thương phải liên tục lớn hơn bằng 6 tuần, không được ngắt quãng, tại vì nó dùng liên tục. Chẩn đoán xác định khi mà có từ thỏa mãn từ 4 tiêu chí trở lên thì nó mới là gọi là bệnh lý viêm khớp dạng thấp. Bây giờ mình nói đến triệu chứng 1. Cái triệu ở tiêu chí 1, tiêu chí 1 này là cái gì? Cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ. Em ghép cái này lên. Tại vì cái câu này nó nói gì, từ 1 đến 4 này nè là phải liên tục lớn hơn 6 tuần. Em ghép lên trên này. Em để cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ và phải liên tục lớn hơn 6 tuần mới đưa vô được cái tiêu chí này. Cái thứ hai đó là viêm từ 3 khớp trở lên có phù nề các mô mềm và liên tục lớn hơn 6 tuần. Cái thứ ba, viêm các khớp bàn tay và liên tục lớn hơn 6 tuần. Thứ tư cũng vậy, viêm khớp có tính chất đối xứng và liên tục lớn hơn 6 tuần. Thì cái nó mới được vô đưa vô cái tiêu chí. Ví dụ, bệnh nhân này bị đau ngón trỏ. Cái ngón trỏ bệnh nhân này đau có tình trạng là đau cứng khớp buổi sáng, phải cử động 1 tiếng rưỡi sau mới cử động được, và bệnh nhân này là sao, đau mới có một liên tục 3 tuần nay thôi. Thì khi đau liên tục 3 tuần nay, tiêu chuẩn thứ nhất là em không được lấy rồi,
dù cứng khớp lớn hơn 1 giờ. Tiêu chuẩn thứ hai em cũng không được lấy vô. Tiêu chuẩn thứ ba cũng không được lấy vô luôn. Tiêu chuẩn thứ tư cũng không được lấy vô luôn. Tại vì nội không dưới 6 tuần là không được lấy vô rồi. Vậy là em còn lại có cái gì thôi? 5, 6, 7. Thì ba cái này không đủ để mà từ 4 tiêu chuẩn trở lên. Nên ngay lúc này mới à, em chưa có được chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Còn khi mà bệnh nhân có đau khớp ngón trỏ này nè, 3 tháng nay rồi, đau liên tục, buổi sáng cứng khớp cử động. Cứng khớp cử động này phải hơn 1 giờ nó mới có cải thiện lại được. Thì lúc này em coi thứ nhất, 3 tháng nay nha, 3 tháng nay là 12 tuần rồi đó. Cứng khớp buổi sáng lớn hơn 1 giờ có không? Có. Cứng khớp buổi sáng lớn 1 giờ và liên tục 6 tuần. Một, thỏa mãn tiêu chí 1. Tiêu chí 2 từ 3 khớp trở lên không được. Nó chỉ có một khớp thôi. Tiêu chí 3 viêm các khớp bàn, ngón khớp ngón gần, khớp bàn tay, khớp cổ tay. Bệnh nhân này đang có tình trạng phim ở khớp nhỏ vừa. Tiêu chí 3 này là viêm khớp nhỏ vừa nè. Bệnh nhân này đang là viêm khớp nhỏ vừa và lớn hơn 6 tuần, thỏa mãn. Nó kéo dài 3 tháng nay rồi. Tiêu chí 3 này thỏa mãn. Tiêu chí 4 viêm khớp có tính chất đối xứng và lớn hơn 6 tuần, không có đối xứng mới có bị có ngón à. Tiêu chí thứ 5 có hạt thấp dưới da không có, không thấy sưng gì ở đây hết, không có cục cục gì mà cứng. Không đau gì hết. Vậy là em thỏa mãn được tiêu chí 1, tiêu chí 3 rồi. Bây giờ em sẽ còn tiêu chí 6 và tiêu chí 7 cận lâm sàng. Em sẽ cho chụp X-quang ở cái khớp ngón tay đó và em cho làm yếu tố thấp ở trong máu phản ứng Waller-Rose. Lúc này em chụp X-quang mà em thấy có hình ảnh, không có hình ảnh điển hình, nó chỉ là hình ảnh hẹp khe khớp thôi. Trong thoái hóa cũng có hẹp khe khớp vậy. Em chỉ thấy hình ảnh hẹp khe khớp, mặc dù trong máu em xét nghiệm có yếu tố thấp Waller-Rose. Phản ứng Waller-Rose có yếu tố thấp EGM. Nhưng mà lúc này em cũng không được để chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp, tại vì nó chỉ thỏa mãn có 3 tiêu chí thôi. 1, 3 và 6. Bệnh sẽ tiến triển ngày càng nặng hơn á. Bây giờ em điều trị. Em điều trị ở đây là em điều trị cái gì? Em muốn biết em điều trị cái gì, em nhìn vô cái cơ chế nè. Cái tình trạng dính và biến dạng khớp á là do cái gì gây ra? Những cái cytokine. Cytokine từ những cái quá trình viêm nè. Mà cái cytokine này đó là từ những cái bạch cầu được lôi kéo đến. Mà bạch cầu này là cái gì lôi kéo đến? Từ những cái phức hợp miễn dịch. Mà phức hợp miễn dịch này là từ cái gì đưa đến? Đó là từ kháng thể và kháng nguyên và kháng thể này đưa đến nè. Mà kháng thể kháng nguyên này là từ đâu đưa đến? Là từ yếu tố cơ địa di truyền và tác nhân gây bệnh. Bây giờ em muốn cái khớp em không bị biến dạng á, là em chỉ cần cắt đứt một trong những cái thành phần đó trên con đường này là em sẽ ngưng được cái quá trình tổn thương khớp. Cái cơ chế nó là vậy. Thì sao hồi trước á là người ta thấy cái tình trạng mà để giải phóng những cái hóa chất, để giải quyết những hóa chất trung gian này nè, thì họ chưa có thể kiếm cái nào để mà giải quyết được những cái thành phần hóa chất trung gian này hết á. Cùng lúc hết tất cả này họ không chưa kiếm được, mà họ có được một cái làm cái quá trình kháng viêm á nó rất là tốt, nó làm bền những cái màng bạch cầu này nè, làm cho không thực bào được. Tình trạng viêm khớp em điều trị kháng viêm thôi, thì lúc này họ sẽ sử dụng cái gì mà để bền màng bạch cầu, giảm được cái tình trạng viêm ở đây? Đó chính là những cái thuốc mà NSAID hay là corticoid cũng được, nhóm steroid hoặc là nhóm non-steroid, nó sẽ làm bền những cái màng bạch cầu này không thực bào được. Cái thứ hai em có thể lựa chọn, một là em tấn công vô những cái hóa chất sinh, những cái hóa chất trung gian này nè. Cái bước thứ hai là có thể tấn công vô bạch cầu này. Hiện tại thì nó có tấn công vô bạch cầu này bằng những cái corticoid. Cái kế tiếp em có thể làm là gì? Bây giờ không tấn công vô bạch cầu, không tấn vô hoặc tấn công vô hóa chất trung gian, tại vì khi mà em tấn công vô bạch cầu, em tấn công vô hóa chất trung gian thì sao? Hết thuốc nó cũng quay lại à. Nó cũng bị tái phát lại à. Tại vì phức hợp miễn dịch vẫn còn mà và bạch cầu vẫn còn tồn tại trong cơ thể mà. Nên khi em sử dụng xong hết thuốc nó cũng vẫn bị lại, nó giống như là điều trị triệu chứng thôi. Còn cái mà nguyên nhân gây tổn thương ở đó đó, phức hợp miễn dịch này nó gắn kết vô. Bây giờ em lọc máu em loại phức hợp miễn dịch này được không? Sẵn lọc máu em loại luôn IgG và em loại luôn cái IgM này được không? Em lọc máu loại người ta cũng nghĩ đến giống em, họ đã có nghĩ rồi nha, nhưng mà họ thấy là lọc máu lọc những cái này ra nè chưa có được đạt được cái mục tiêu. Tại vì đối với em thấy á, IgG này với IgM này do cái gì sản sinh ra? Lympho B. Mà lympho B là có tính ghi nhớ. Nên em khi lọc em lọc cái này xong nè thì nó cũng sẽ sản sinh trở lại à.
nó cũng bùng phát trở lại, cái này cũng được giải phóng vô lại, cái này cũng được giải phóng, khi mà cái này giải phóng vô, cái này cũng được kích hoạt trở lại, hai cái lại gắn kết với nhau tiếp tục. Nên lúc này họ bắt đầu nhìn qua cái mà làm tác động lên những cái này chính là lympho. Những cái lympho B nó làm sao ức chế sự sản sinh lympho B đó, thì lúc này họ sẽ sử dụng những cái thuốc ức chế sản sinh lympho, ức chế sự sao chép lympho B. Mặc dù nó có kháng thể bên trong rồi đó, nhưng mà bây giờ họ ức chế sự sao chép và họ sử dụng một số loại thuốc mà ức chế sự sao chép tế bào giống như trong điều trị ung thư gì đó, ví dụ như methotrexate ức chế sự sao chép tế bào. Nhưng mà khi em sử dụng nó thì sao, cái lympho B này đâu đâu có phải chỉ có những cái lympho B này mới có bị ức chế sự sao chép đâu, những lympho B khác cũng bị luôn, nên đôi khi nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là suy giảm miễn dịch, dễ nhiễm trùng. Còn bây giờ em nói thôi vì lỗi yếu tố cơ địa di truyền này đi, nếu em muốn lỗi cái này em phải biến đổi gen, chưa biến đổi được. Bây giờ có bạn thì nói thôi lỗi tác nhân gây bệnh này đi, thì cái IgG này nó đâu có hình thành đâu. Nhưng mà nói em tác nhân gây bệnh, em có biết cái nào không? Những người viêm khớp dạng thấp khác nhau thì cái tác nhân gây bệnh này nó có thể khác nhau, mình không biết cụ thể là cái nào hết trơn á, không biết vi khuẩn virus cụ Dạ thể cái tên nó là gì không biết. Mà bây giờ em đợi cho ơi gì nhỏ, bây giờ em đợi cho nhiễm vô rồi hình thành kháng thể này rồi, IgG này rồi thì chịu thôi chứ sao giờ. Chỉ còn cách là hiện tại có hai cái phương pháp, một là dùng corticoid kháng viêm này nè, cái thứ hai nó là sử dụng ức chế sự sao chép những cái lympho B methotrexate. Và sau này nó có một dạng thuốc sinh học nữa, cái thuốc sinh học này là do họ sử dụng những cái interleukin này nè, những cái cytokine này nè, họ coi nó là kháng nguyên và sau đó họ kích thích cơ thể sinh ra kháng thể chống lại những cái cytokine này và họ gây cái mô hình này nè trên động vật. Sau đó họ lấy cái huyết thanh đó đó có chứa kháng thể mà chống lại những cái cytokine này nè, họ chích vô cơ thể mình. Nên họ họ gọi cái đó là thuốc sinh học. Tại vì nó lấy từ cái huyết thanh của động vật khác mà. Lúc này họ chích vô cơ thể cái người mà bị viêm khớp dạng thấp đó. Và cái thuốc sinh học này nhóm nông nông không phải là những cái yếu tố hoại tử u. Những cái thuốc sinh học kháng thể phá hủy những cái cytokine này. Có một cái vấn đề đây. Thứ nhất, cái mũi chích sinh học của nó mắc tiền, khoảng 10 đến mười mấy triệu một mũi vậy đó. Ở bên Chợ Rẫy bây giờ có rẻ hơn không thì không biết. Nhưng mà nói với em chích vô xong nó có bùng phát bệnh trở lại không? Tại em chỉ ức chế tạo ra những cái cytokine này thôi, bạch cầu vẫn còn, phức hợp miễn dịch vẫn còn. Nên cái quá trình em cũng vẫn bùng phát. Nó chỉ là điều trị triệu chứng đối phó tạm thời thôi. Nên chính vì vậy trừ người bị viêm khớp dạng thấp á, tốt nhất em làm cái gì tốt nhất cho anh ta? Em phải kiểm soát cái quá trình viêm cho tốt nhất để tránh trường hợp đi đến con đường tàn phế. Cái thứ hai đó là tránh trường hợp bị những cái ổ nhiễm trùng. Tại vì khi ổ nhiễm trùng ở vị trí khác, ví dụ họng đi, em thử em để ý những người mà viêm khớp dạng thấp đó đi, họ mà bị viêm họng một cái nha, là những cái khớp của họ đang bị á, là nó sẽ sưng nóng đỏ đau lên nhiều theo đợt cấp trên nền mạng. Mà đợt cấp trên nền mạng xuất hiện nhiều lần như vậy thì nó làm cho tình trạng biến dạng khớp ngày càng nhanh. Chị nó mới có 35 tuổi, 36 tuổi thôi, viêm khớp dạng thấp khởi phát, nó vô những cái đợt cấp, diễn tiến của chị nó cũng nói chung là thấy chị nó điều chỉnh cái tình trạng viêm á, không ổn định lắm. Và cái tình trạng nhiễm trùng của chị nó thường xuyên tái phát, thường xuyên diễn ra viêm họng á. Mỗi lần như vậy ha, tối viêm họng cái bắt đầu là bùng phát lên đau nhức khớp dữ lắm. Và chị nó mới 35 tuổi, nói em đi vệ sinh, chỉ có đoạn từ cái phòng của chị, từ cái giường bệnh á, đi đến cái phòng vệ sinh nó chắc khoảng mấy chục mét à, mà đi không nổi luôn á. Cầm muỗng để múc đồ ăn, cầm bàn chải đánh răng, mặc đồ, tắm, vệ sinh cá nhân khó khăn lắm luôn. Và ban đêm là chỉ khóc luôn á, tại vì nó đau rất là dữ dội trong những cái đợt đền lúc mà nó khởi phát á. Rồi mấy cái dưới này mấy đứa coi thêm nha, những cái thuốc điều trị này nè. Cái nguyên tắc điều trị thì mấy em coi để mà coi sau này ứng dụng, còn cái thuốc điều trị cụ thể á theo Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ 2015 nè, thì cái này là ghi thêm vô thôi, trong sách không có nên cái phần này nó sẽ không có thi. Nhưng mà mấy đứa coi khi mà muốn điều trị cái này coi của Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ mới nhất giờ 2021 rồi, cập nhật mới nhất đi, hoặc là coi của Bộ Y tế Việt Nam cũng được, hay là Hiệp hội Thấp khớp của Việt Nam cũng được nè. Những cái phương pháp lọc lọc này kia nè, những cái lympho mà ức chế nè, lọc lympho trong máu hay là chiếu xạ TC4, hoặc là dùng những cái thuốc ức chế lympho đó, sao chép lympho là họ nghĩ tới hết rồi. Nhưng mà nó chưa có cái nào là
tốt nhất thôi cho anh ta thôi, ngoại trừ biến đổi gen thôi. Hiện tại thì tốt nhất là kìm cái quá trình viêm thôi chứ sao giờ. Em thấy lúc mà giai đoạn sớm thì không có gì hết á, ỷ y luôn. Tới hồi giai đoạn mà trung gian có những cái đợt cấp, sưng sức sưng nề lên hết á, làm gì cũng được hết. Và tới hồi nó dính là cứng ngắc gì luôn nè. Bây giờ em không làm gì được hết trơn. Nó là dính cứng ngắc vậy luôn, em thử co lại cầm cái muỗng cũng được nè. Đây những cái nốt thấp nè. Ủa quên, những cái nốt à, đúng rồi, cái những cái nốt này là những cái nốt thấp. Nốt mà sưng ở những cái bao hoạt dịch lên đó. Chắc không đau, không di động. Để lâu nữa nó chèn ép những mạch máu thì những cái đoạn phía ngọn này nè, nó có sẽ dễ bị hoại tử vô khuẩn do tắc mạch. Diễn tiến bệnh nhanh lắm. Rồi, nghỉ, stop. Khi nào gửi trắc nghiệm? Tối nay gửi.